Nhìn vị kiếm khách áo vải trên dưới 50, vẻ mặt uy nghiêm, phong lôi chân quân vui vẻ trả lời. Vị này đích thực là thần châu đệ nhất phái, cao thủ nổi danh nhất của tiên kiếm môn chiến tâm tôn giả. Lần này ta dẫn theo tam phái cao thủ tới đây, thứ nhất là chứng kiến việc lục viện liên minh, thứ nhì là để thông báo với các ngươi rằng tam phái liên minh đã thành lập, các cao thủ của tam phái ở đây hết thảy là thành viên. Chỉ là hôm nay lãnh đạo tam phái liên hiệp hiện chưa có mặt tại đây, không lâu sau này ngươi sẽ biết, hiện tại cũng không nên hỏi nhiều. Bây giờ mọi người hãy vào trong động thảo luận làm cách nào để tổ chức lục viện liên minh. Sau khi nghe xong, Lý Trường Xuân nồng nhiệt mời mọi người vào trong động, đồng thời giao phó cho Liễu Tinh Hồn đến gọi kiếm Vô Trần hiện tại đang bế quan tu luyện đến đây. Mọi người làm việc cùng nhau nhằm tìm ra phương pháp hoàn thiện nhất để sớm ngày hoàn thành vấn đề này. Trong động, để tránh quá đông người chỉ còn có Phong Lôi Chân Quân, Pháp Quả Đại Sư, Thất Huyền Chân Nhân, Ngọc Vô Song, Lý Trường Xuân, Liễu Tinh Hồn, Kiếm Vô Trần, Thiên Thương Đạo Trưởng Kim Cương Thánh Phật cùng chiến tâm tôn giả, tổng cộng 10 người. Đầu tiên, Phong Lôi chân Quân mở lời, lần này đến đây mục đích của ta lần này là hiệp trợ thiên kiếm Việt, làm sao trong vòng 3 ngày phải hoàn thành việc lục viện liên minh. Bây giờ chúng ta thảo luận cụ thể từ sự việc nhỏ nhặt để sau khi gặp phải còn tiện bề xử lý. Ngoài ra chúng ta cũng phải chuẩn bị sẵn sàng cho những tình huống bất ngờ để khi cấp bách tránh được sự hỗn loạn. Bây giờ Trường Xuân hãy đứng lên nêu một số vấn đề đáng chú ý cho mọi người thảo luận đi. Nhìn qua mọi người một lượt, Lý Trường Xuân nhẹ nhàng trầm tư nói. Vấn đề của việc liên minh lần này, bây giờ chỉ còn nho viên cùng với dịch viên là không trả lời rõ ràng. Theo tại hạ nhận thấy nho viên chỉ xuôi theo thế lớn của thiên hạ, gió thổi theo chiều nào thì ngả về chiều ấy, chỉ cần nói rõ cái lợi và hại tại hạ tin rằng không có gì khó khăn. Khó khăn nhất vẫn là dịch viên, họ vừa lên lãnh đạo lục viện chưa được hai tháng, bây giờ đưa vấn đề này ra chỉ sợ họ rất khó có thể chấp nhận. Ngoài ra, nếu nhanh chóng thành lập liên minh thì vị trí minh chủ đối với dịch viên họ chấp nhận hay không đồng ý sẽ có ảnh hưởng rất lớn. Tiếp đó một khi liên minh được thiết lập, đầu tiên chúng ta phải quản lý những gì cũng là cả vấn đề. Nếu liên minh không được thành lập một cách yên ả chúng ta sẽ giải quyết thế nào? Phong lôi chân quân nhìn chín người một loạt rồi trầm giọng giải đáp. Như Trường Xuân đã nói rồi nên giờ ta chỉ có thể cho biết trước là thân phận của minh chủ lục viện liên minh là người từ thiên kiếm viện. Còn thực sự người đó là ai khi lục viện liên minh được thiết lập, ta sẽ tuyên cáo cho toàn thể thiên hạ. Trước mắt mọi người không cần thiết phải bàn luận về thân phận của minh chủ, bởi vì người ứng cử đã được chọn sẵn rồi không ai có thể thay đổi. Còn nếu như nói dịch viên khó chấp nhận thì thực ra việc này cũng là vì thiên hạ thương sinh và sự hòa bình của nhân gian, chúng ta chỉ có thể lấy đại cục làm trọng. Còn vấn đề sau khi liên minh thành lập chúng ta đã có một kế hoạch sơ lược, đến lúc đó sẽ nói với tất cả mọi người, trước mắt không cần bàn về vấn đề này. Mọi người nghe xong thần sắc nghiêm túc, Vấn đề này quả thật vô cùng khó khăn, lục viện giao hảo với nhau đã hàng trăm năm nay cùng vì thiên hạ chính đạo. Dịch viên mặc dù thực lực không mạnh nhưng cũng được bách tính thiên hạ yêu mến, tiếng thơm đích thực là hơn xa năm viện còn lại. Lần này nếu họ không chấp nhận, mọi người không tránh khỏi sự xung đột với nhau cũng như sẽ gây nên ảnh hưởng lớn tới toàn thể chính đạo. Thất huyền chân nhân thấy mọi người im lặng, không nhịn được liền cất tiếng. Lần trước tam viện chúng ta cùng nhau đến dịch viên đã đem chuyện này ra bàn bạc, xem tình huống lúc đó mà nói quả thật không tốt lần này cưỡng chế liên minh chỉ sợ người của dịch viên kịch liệt phản ứng còn nhớ lúc trước huyền ngọc trân nhân đã từng nói rằng dịch viên thà rời bỏ lục viện chứ nhất quyết không chịu tham gia liên minh cứ theo câu này mà nói thì cái lo ở ngoài chưa giải quyết xong mà cái loạn trong nhà đã trỗi dậy chỉ sợ chúng ta không thể ứng phó kiếp nạn đang cận kề dẫu nói như vậy nhưng nhân gian đang đối mặt với đại hạo kiếp vì hòa bình của nhân gian chúng ta phải theo tình huống đã định mà làm việc cũng có nặng nhẹ thông thả, gấp rút, vào thời điểm tối hậu chúng ta không được phép do dự, nhất định phải anh minh quả đoán, phải lấy thủ đoạn sấm xét để có cái oai của lôi đình, lấy sức mình mà chặn sóng giữ. Lời lẽ kiên định, kiếm vô trần toàn thân phát xuất nhất cỗ bá khí hùng hồn. Pháp quả đại sư nhìn kiếm vô trần một cách kỳ lạ rồi nhẹ nhàng nói. Theo như ta thấy chuyện này tốt nhất là nên dĩ nhu chế cương, nếu như dùng biện pháp dĩ cường chế cường chỉ sợ sau này ảnh hưởng tới thanh danh của chính đạo, Phong lôi đạo nhân tán thưởng nhìn kiếm vô trần rồi mỉm cười nói. Vô trần tuy nhỏ tuổi mà hào khí sung thiên, hành động dứt khoát thật là hiếm có. Nhân gian đã nguy ngập ở trước mắt, đây chính là thời khắc phi thường. Chính thời khắc phi thường mà sử dụng thủ đoạn phi thường đó mới là đạo lý. Ma vực thế lực cường đại, tuy tứ giới có cách làm của mình đối với chúng ta mà nói cũng không có gì khác biệt. Không lâu nữa thái âm xuất hiện, quỷ vực cùng yêu vực chắc chắn sẽ xuất hiện trên nhân gian, chính đạo đồng thời bị tam giới vượt tấn công nguy hiểm đến mức nào không nói cũng biết phàm việc gì cũng có hai mặt có được thì cũng có mất bởi vậy mọi người bàn luận vấn đề đều phải vì đại cuộc lấy việc chủ yếu mà liệu định chúng ta bây giờ hãy đem ý kiến của mình ra để thương nghị sau đó mới bàn về những vấn đề nhỏ nhặt như việc ngày mai chúng ta sẽ đi đến dịch viên khi đến đó cần phải chú ý những gì làm thế nào để tăng hy vọng thành lập lục viện liên minh mọi người cứ bàn luận theo quan điểm của mình đối mắt nhìn nhau đầu tiên là hai ba người thì thầm nho nhỏ, rồi từ từ mọi người cùng tranh luận sôi nổi. Thời gian cứ trôi qua vùn vụt, ngay lúc chúng nhân thương nghị được khá nhiều bắt đầu rời khỏi động thì tình cờ gặp quân bất hối đang dẫn một người đi tới. Đó là một bạch y thiếu niên tuổi khoảng chừng tam thập, tướng Mạo Anh Tuấn, tay cầm ngọc tiêu, thấy mọi người đi ra quân bất hối cười nói. Mọi người thương nghị đã lâu chắc mọi việc cũng đã xong rồi. Nhân đây, tôi xin dẫn kiến ngọc tiêu sinh thiếu hiệp, được biết có việc lục viện liên minh nên thiếu hiệp đặc biệt quan tâm muốn biết thêm về chuyện này, đồng thời cũng vì nhân gian mà góp sức. Lý Trường Xuân nghe thấy vậy liền vui mừng nói, thấy Ngọc thiếu hiệp đầu tỏa hào quang, tu vi chắc hẳn kinh nhân, nếu có ý định vì nhân gian mà góp sức thì chúng tôi tự nhiên thập phần hoan nghênh. Vô Trần, người bồi tiếp Ngọc thiếu hiệp đi tham quan khắp nơi, nhân đó nói cho thiếu hiệp biết về việc liên minh. Tuổi trẻ các ngươi cần nhớ phải tích cực giao lưu, trong tương lai thiên hạ sẽ thuộc về thế hệ của các ngươi. Ha ha đi đi đáp nhẹ một câu kiếm vô trần quay lại ngọc tiêu sinh nói ngọc huynh hãy theo tại hạ tại hạ sẽ dẫn huynh đi thăm thái huyền sơn có vấn đề gì chúng ta sẽ thảo luận trên đường đi nói rồi dẫn ngọc tiêu sinh đi cùng nhìn theo bóng ngọc tiêu sinh phong lôi chân quân nói với giọng kinh sợ không ngờ bọn họ đã xuất hiện xem ra các phái tu chân khắp thiên hạ đều nhận thấy sắp có đại biến xảy ra đã lần lượt nhập thế ứng kiếp rồi có lẽ lần này hàng loạt các thần bí môn phái ẩn thế hơn ngàn năm sẽ lần lượt hiện thân lúc đó giới tu chân không hiểu sẽ hỗn loạn tới đâu đây. Thất huyền đạo trưởng nhìn phong lôi chân quân nói, sư phụ, người này là người thế nào, tại sao mà sư phụ lại cảm thán như vậy? Xung quanh trừ kim cương thánh Phật và thiên thương đạo trưởng ra, còn lại toàn bộ chúng nhân đều nhìn vào phong lôi chân quân nhãn thần có vẻ dò hỏi. Nhìn mọi người phong lôi chân quân đáp, người này lai lịch thần bí, theo ngọc tiêu trong tay hắn mà nói có lẽ là minh tiêu các ẩn tàng cả nghìn năm nay. Minh Tiêu Các có thể mọi người đã được nghe tới nhưng không thực sự rõ ràng. Minh Tiêu Các, Đồ Long Môn, Nguyệt Thần Điện và Thiên Tàn Tông hơn một ngàn năm trước đã cùng Thiên Kiếm Viện tề danh, lúc đó được xưng là ngũ đại phái cường thịnh một thời. Nhưng về sau trừ Thiên Kiếm Viện thì không hiểu tại sao bốn phái kia đồng loạt biến mất. Lần này Minh Tiêu Các xuất hiện lại trên nhân gian chắc hẳn ba phái kia cũng sẽ nhanh chóng xuất hiện. Mọi người hiểu như vậy là đủ rồi, hiện tại mọi người cần phải lo cho chuyện khẩn yếu sáng sớm ngày mai chúng ta sẽ tại dịch viên tương hội, đồng thời toàn lực xúc tiến việc liên minh. Mọi người nghe xong liền gật đầu đáp ứng rồi từng người lần lượt ly khai. Buổi sáng tia nắng đầu tiên của vầng dương quang xuất hiện tại đằng đông, bầu trời tràn ngập ánh sáng nhẹ nhàng của ánh bình minh, dáng trời biến hóa thiên hình vạn trạng trước mặt, thật là một cảnh mỹ lệ rực rỡ làm đắm say lòng người. Dịch viên, trong dịch thiên các huyền ngọc chân nhân sắc mặt nghiêm trọng nhìn về phía chân trời tự nói với mình. Dịch viên từ khi thành lập tới nay đã trải qua thời gian hơn 1.800 năm, hiện tại cuối cùng cũng đã có một sự khởi đầu mới. Nhất thiết giai vô, nhất thiết giai viễn nhất thiết tấn tại thốn tâm gian. Tâm nhược trường tồn, dịch viên diệp viễn, tâm nhược vô căn, dịch viên di viên. Tạm dịch, tất cả là không, tất cả là ảo, tất cả chôn chặt nơi tim. Tim chẳng lâu dài, dịch viên lâu mãi, tim nếu không dễ, dịch viên chẳng còn. Thốt lên một tiếng thở dài, Huyền Ngọc Trân Nhân tiến đến quỳ trước tổ sư ra đưa mắt nhìn vào bức hỏa vẽ hình một lão nhân tóc trắng đang mỉm cười, thiếu thủ cầm phất chân, tả thủ nắm thước ngọc, mắt đang nhìn ra ngọn núi phía xa, đôi lông mày như đang ẩn chứa tiêu ý cao thâm mạn chắc bao hàm sự hiểu biết khôn cùng. Huyền Ngọc Trân Nhân nhìn tổ sư ra, tay phải bỗng đưa lên bất chợt xuất hiện một đạo huyền thanh quang hoa, trong lòng bàn tay xuất hiện một cây thước ngọc thần kỳ phát xuất quang hoa thanh hồng đan sen. Nhìn vào thước ngọc Huyền Ngọc Trân Nhân nhẹ nhàng nói: Tổ sư ra đương thời lưu lại di thiên xích đã có lần nói ở trên đó có ẩn chứa một điều vô cùng thần bí, tại sao trải qua bao nhiêu đời cũng không thấy chút động tĩnh nào. Hiện tại nhân gian hạo kiếp xuất hiện, dịch viên bị cuốn vào một vòng xoáy ô chọc, chỉ mong tổ sư ra hiển linh chỉ giáo cho huyền ngọc phải làm sao. Nói rồi toàn thân huyền ngọc chân nhân thanh quang đại thịch, một cỗ khí thế mạnh mẽ tỏa ra tràn ngập dịch thiên các. Hai chân quỷ xuống huyền ngọc chân nhân thành tâm quỳ xuống trước tổ sư ra, song thủ đưa di thiên xích lên cao dịch thiên pháp quyết phận khởi. Di thiên xích dần bay lên rồi đứng giữa không chung, thời gian trong dịch thiên các giường như đang trôi chậm lại. Huyền Ngọc chân Nhân thành kính quỷ bái một lúc lâu, đang lúc không chút phản ứng thì đột nhiên di thiên xích tự động chuyển động. Huyền Ngọc chân Nhân sắc mặt kinh hãi nhưng ngay lập tức đã khôi phục, lần nữa chân thành cầu khấn hy vọng từ trong đó tìm được đáp án. Trên trời di thiên xích thanh quang lưu chuyển, từng lớp từng lớp ánh sáng muôn sắc xuất phát từ di thiên xích chiếu. Vào bức hình tổ sư trong phúc chốc đã hình thành một cảnh tượng kỳ dị. Đồng thời khi ánh sáng muôn sắc chiếu vào bức hình tổ sư quang hoa lóe lên, hàng loạt những tia quang hoa nhỏ trên tấm chân dung chuyển động nhanh chóng chỉ trong chớp mắt đã biến mất. Theo đó Di Thiên Xích đang xoay tròn cũng ngừng lại nhẹ nhàng rơi xuống tay của Huyền Ngọc Chân Nhân, cảnh sắc kỳ dị xung quanh cũng nhanh chóng biến mất. Huyền Ngọc Chân Nhân tiến tới bức họa của tổ sư tìm kiếm một cách kỹ càng. Đột nhiên Huyền Ngọc Chân Nhân thân thể chấn động cả người lão như ngây như dại, ánh mắt tập trung vào những hàng chữ nhỏ li ti mà trước đây chưa hề có. Nhìn ở phía trên thấy viết, thiên niên dịch viên, chỉ vi dịch duyến. Luân hồi bách thế, nghịch thiên trung hiện, thái âm tế nhật, họa loạn nhân gian, lục viện liên minh, thất giới thủy loạn. Chính tà hợp nhất, thị vi nghịch thiên, dịch viên chi mệnh, phương thốn tâm gian, dịch viên ngàn năm, bởi duyên thay đổi. Luân hồi trăm đời, nghịch thiên xuất hiện, thái âm tế nhật, họa loạn nhân gian, lục viện liên minh, thất giới tất loạn. Chính tà hợp nhất, chính là nghịch thiên, mệnh của dịch viên, một góc nơi tim. Ngay khi khôi phục lại sự bình tĩnh, Huyền Ngọc Trân Nhân nhanh chóng ghi nhớ và suy nghĩ kỹ về những lời này. Trong khi lão đang chìm đắm trong suy nghĩ thì những dòng chữ màu xanh tối dần và biến mất không chút dấu vết. Khi Huyền Ngọc Trân Nhân quay đầu nhìn lại bóng kinh ngạc, tất cả từ trước đến giờ, tất cả trước mắt, tựa mộng, tựa ảo, là thực hay ảo cả lão cũng không phân biệt nổi. Vào giờ thì càn nguyên chân nhân thần sắc vội vàng tiến nhập dịch thiên các, giọng nói vài phần hốt hoảng. Sư huynh, đại sự không tốt, ngũ viện trưởng giáo trong lục viện cùng với một vài thần bí nhân vật bất ngờ đến. Bây giờ đang đứng chờ ở phía ngoài, họ nói muốn mời sư huynh quay về để đàm luận vấn đề lục viện liên minh. Nghe xong, Huyền Ngọc Trân Nhân cảm khái nói, đến nhanh thật, có lẽ đây là số mệnh, nào đi, có những vấn đề nhất định phải đối mặt, bây giờ chúng ta gặp phải vấn đề như vậy thì nên dũng cảm đương đầu. Nói rồi quay người đi tới hành lang chính, càn nguyên chân nhân chằm chằm nhìn sư huynh, nhưng không có thời gian để hỏi cũng liền đi theo bước vào đại điện huyền ngọc trân nhân quét mắt nhìn mọi người một loạt tâm thần có chút kinh hãi chỉ thấy ở giữa đại điện ngũ viện trưởng giáo cùng kiệt xuất đệ tử đều có mặt đồng thời cũng có một nhóm người tu vị cực kỳ tinh thâm mà lão chưa hề gặp mặt mỉm cười và gật đầu chào mọi người huyền ngọc trân nhân ngồi bên cạnh huyền âm trân nhân rồi cất lời hoan nghênh các vị đồng đạo đã tới dịch viên khiến cho huyền ngọc này thập phần cao hứng hiện tại nơi này có một vài đồng đạo huyền ngọc chưa hề gặp mặt Mong có vị đạo hữu nào giúp giới thiệu một lượt để Huyền Ngọc được làm quen. Nói xong Huyền Ngọc chân nhân đưa mắt nhìn trưởng giáo ngũ viện. Thiên Kiếm viện lý Trường Xuân cất lên một tràng cười rồi đáp: "Huyền Ngọc huynh không cần phải gấp gáp, để ta dẫn kiến một lượt vậy. Đây là đạo viện Phong Lôi chân quân tiền bối, sư phụ của thất Huyền đạo huynh đến từ Vân Chi pháp giới, còn đây đến từ Tiên Kiếm môn chiến tâm tôn giả. Đây là Kim Cương Thánh Phật đến từ Vạn Phật Tông, còn vị đứng bên trái là Vô Vi đạo phái Thiên Thương đạo trưởng." Bạch Y Thiếu Hiệp gọi là Ngọc Tiêu Sinh đến từ Minh Tiêu Các, những người khác thì Huyền Ngọc Huynh đã biết ta không cần phải nói nữa. Lý Trường Xuân vừa nói vừa chỉ vào từng người để Huyền Ngọc Trân Nhân dễ dàng nhận biết. Tâm thần chấn động, Huyền Ngọc Trân Nhân không ngờ rằng tam phái cao thủ lại xuất hiện ở đây. Chỉ có thân phận của phong lôi chân quân trước đó lão có thể đoán được nên không có gì ngạc nhiên. Sau khi nhanh chóng bình tĩnh, Huyền Ngọc Trân Nhân cười nhẹ nhàng nói. Thì ra là phong lôi tiền bối đến cùng tam phái cao thủ, xin thứ cho huyền ngọc đã không nghênh đón từ xa lần này các vị cao thủ nhất loạt đến dịch viên không biết có phải vì vấn đề lục viện liên minh chăng khẽ nhìn phong lôi chân quân lý trường xuân tiếp lời lần này đến đây là để thông báo với huyền ngọc sư huynh chuyện này do đại họa của thế gian đang cận kề vì sự yên bình của giới tu chân cũng như sự an nguy của bách tính nên vân chi pháp giới ra mặt để liên hiệp thế lực chính đạo ở nhân gian cùng nhau chia sẻ kiếp nạn lục viện là trụ cột của chính đạo tu chân trong thời khắc quan trọng này thiết nghĩ sẽ dũng cảm đi đầu, vì lê dân bách tính trong thiên hạ mà cống hiến sức mình. Việc này quan hệ tới an nguy của nhân gian, mong huyền ngọc sư huynh lấy đại cục làm trọng, lục viện chúng ta liên thủ cùng nhau nhất khởi trảm yêu trừ ma, bảo vệ nhân gian chính khí. Khẽ lướt nhìn chúng nhân huyền ngọc chân nhân cùng huyền âm, tĩnh nguyệt, càn nguyên, ngạo tuyết, phong phi dương đưa mắt nhìn nhau cảm thấy trong lòng mọi người có chút bất bình. Lúc đầu dịch viên kêu gọi lục viện liên thủ trừ ma, thiên kiếm viện không chút để tâm. Bây giờ tổ chức Lục Viện Liên Minh lại nói chính khí làm đầu, vì nước vì dân khiến cho dịch viên chúng nhân không khỏi oán hận trong lòng. Chương 140 Trực ngôn chất vấn. Lời nói của Trường Xuân huynh cũng có một chút đạo lý, vì sự an nguy của nhân gian cũng nên dũng cảm đứng ra nhận lệnh. Nhưng ta chỉ xin hỏi một câu, đã không biết bao nhiêu lần bản môn báo tin cho Thiên Kiếm viện biết thời điểm trừ ma đã tới, sao không nghe thấy huynh có nhiệt tâm được như vậy? Phải chăng Trường Xuân huynh tiền hậu bất nhất, tính trước mặt nói một kiểu nhưng sau lưng lại làm một kiểu? giọng nói có phần lạnh lùng huyền ngọc trân nhân đứng trước trường xuân trân nhân lên tiếng chất vấn trong đại sảnh mọi người đều biến sắc mặt tựa hồ như không nghĩ huyền ngọc trân nhân có thể lên tiếng hỏi trực tiếp như vậy đứng trước lý trường xuân nét mặt đầy vẻ khó coi mọi người đều lặng im không nói một câu trong lòng suy nghĩ không biết được lý trường xuân làm cách nào mà trả lời được câu hỏi đó đứng ở bên cạnh quân bất hối đỡ lời việc huyền ngọc trưởng giáo nói chỉ là hiểu lầm mà thôi mới đây quy ý phái càn nguyên chân nhân tới thiên kiếm viện, do trường xuân sư huynh bận việc không thể tiếp đón nên tại hạ chính là người tiếp đãi. Lúc đó cũng chỉ vì chuyện lục viện liên minh mà tại hạ nhất thời kích động, nói tới việc lục viện liên minh mà sao nhãng những việc của càn nguyên sư huynh nói ra. Bữa nay tại đây, tại hạ mong huyền ngọc trưởng giáo tha lỗi. Càn nguyên chân nhân sau khi nghe những lời đó, sắc mặt bóng lạnh lùng rồi giận dữ nói. Quân đại hiệp thật là thay đổi nhanh chóng quá, lâu ngày không gặp mà biến đổi nhiều đến thế lúc đó ta nhớ rõ ràng ngươi nói gì mà sao lần này tự nhiên nhanh chóng thay đổi lời nói tới như vậy chứng kiến tình huống bất diệu đạo viên thất huyền chân nhân vội vàng lên tiếng hai vị đạo hữu đừng nóng giận việc tại thiên kiếm viện lúc đó cũng khó có thể phân định thêm nữa cũng là chuyện trong quá khứ rồi ta nghĩ không nên nhắc tới nữa làm gì nữa lần này mọi người tới đây mục đích chính không phải là những chuyện đó mà là vì sự an bình của nhân gian hợp lại ắt mạnh chia ra ắt yếu Điểm này ta hy vọng Huyền Ngọc huynh nhìn vào chuyện Thiên Hạ Thương Sinh mà phân chia nặng nhẹ tạm thời bỏ qua, đừng tranh cứ những chuyện khác nữa. Mục đích của ta đến đây là vì Thiên Hạ, Tịnh không phải là thủ oán cá nhân nên mong mọi người hãy nhanh chóng thương nghị cho chuyện liên minh nhanh chóng được thành lập, trước mắt mọi người chung tay ứng phó trường kiếp nạn sắp tới. Sau khi nghe những lời của Thất Huyền chân nhân, Huyền Ngọc chân nhân nhìn tất cả mọi người một lượt rồi nói: "Vì chúng nhân Thiên Hạ dịch viên chúng tôi chắc chắn sẽ có mặt, trường kiếp nạn đó dịch viên sẽ cố gắng mà ra sức." còn chuyện lục viện liên minh thì dịch viên chúng tôi cần phải cân nhắc cơ nghiệp dịch viên cả nghìn năm nay một mai nếu gia nhập liên minh thì dịch viên ta sẽ như thế nào gặp phải những hạn chế ra sao phải giữ nguyên trạng thái trước kia của bản môn hay phải hoàn toàn phụ thuộc theo liên minh rồi dần dần thủ tiêu dịch viên những điều đó ta bản thân là dịch viên trưởng giáo không thể không nghĩ tới mọi người trước tiên hãy giải thích cho ta vấn đề đó rồi ta sẽ cân nhắc lại để trả lời sau Tất cả mọi người nghe rõ vấn đề đó đều đưa mắt nhìn tới phong lôi chân quân phía trên. Đồng thời nhà viên hạo vân cư sĩ sắc mặt có chút biến đổi, tựa hồ như ý thức rõ được vấn đề huyền ngọc chân nhân đưa ra. Một mai nếu liên minh rồi thì cuối cùng lục viện còn tồn tại được không? Nếu quả thật không còn tồn tại thì không phải cuối cùng tất cả đều bị thiên kiếm viện thôn tính hết hay sao? Cười khẽ một tiếng, phong lôi chân quân đáp, huyền ngọc trưởng giáo tâm tư cẩn thận, điều đó quả thật là vấn đề hết sức trọng yếu. Hiện tại ta chỉ có một vấn đề lớn muốn nói, lần này lục viện liên minh chủ yếu chỉ vì muốn ứng phó với hạo kiếp của nhân gian, sở dĩ lúc đầu muốn liên thủ là mong các viện tận dụng hết mọi năng lực của mình, có lực thì xuất lực, có mưu thì xuất mưu, tất cả mọi người cùng nhau mà vượt qua cửa ải khó khăn này. Sự việc mà huyền ngọc trưởng giáo bận tâm tạm thời sẽ không xuất hiện, bất quá sau này sẽ nói lại. Hạo kiếp sắp tới quá mãnh liệt, chính đạo không có khả năng chế ngự, thì tới lúc đó phải chăng vô luận lục viện hay dịch viên lại có thể duy trì. Lý do lần này để liên minh cũng là vì muốn tập trung toàn bộ lực lượng của nhân gian để đối kháng với kiếp nạn nghìn năm hiếm gặp. Quả thật là về sau này tình hình rốt cuộc nó như thế nào thì hiện tại không ai có thể nói chính xác cho được. Ta chỉ hy vọng rằng mọi người tất cả hãy đồng lòng, còn nếu không được như vậy thì không chỉ có lục viện mà cả nhân gian sẽ có khả năng trầm luân trong sự thống trị của yêu ma. Hiện giờ tình huống như thế nào ta nghĩ tất cả mọi người đều cũng có thể nghĩ được. Toàn bộ đại sảnh đều yên lặng, mọi người đều suy nghĩ tới lời nói của phong lôi chân quân. Trước tiên thì thấy lời nói của lão đạo này có phần khoa trương, nhưng không phải không có khả năng xảy ra nên khiến cho mọi người không thể phản bác. Tiếp đến, theo phân tích tình huống hiện tại thì vực chi tam giới xuất hiện tại nhân gian, trong lúc này thế lực của đối phương vô cùng mạnh mẽ, nhân gian chính đạo nếu không liên hợp lại với nhau thì sớm muộn cũng lần lượt bị tiêu diệt. Thứ ba là phong lôi chân quân đến từ Vân Chi pháp giới, là nơi mà vô số người tu chân cả đời hướng tới vì vậy mà lời của lão ta nói lúc này có vẻ như đại biểu cho những người còn đang giấu mặt của vân tri pháp giới với giới tu chân thông thường mà nói thì không dám phản bác tu chân không giống như những người khác tu vi cao thâm có thể hiểu rõ tạo hóa thiên địa có thể dự báo trước một số việc mà thường nhân không biết vì vậy trong mắt những người bình thường bọn họ đều có vẻ uy nghiêm thần bí nhìn khắp mọi người đang đứng trong đại sảnh thất huyền chân nhân mở miệng nói huyền ngọc chân nhân thấy lời nói của gia sư tại hạ thế nào hiện tại khắp tu chân giới ma vật tung hoành mỗi vùng đều xuất hiện dấu vết của ma vật sát nhân nếu quả thật chỉ bằng năng lực của một phái căn bẻ nhoàn toàn không thể ứng phó với chúng vì lê dân bách tính những người tu đạo như chúng ta tạm thời vứt bỏ đi những tạp niệm lấy thiên hạ an nguy mà gánh vác cùng nhau bảo hộ sự hòa bình của nhân gian lần này liên minh cũng chỉ là hình thức một dạng của kế hoạch hợp nhất có hợp nhất mới khả dĩ thống nhất và vạch rõ khuôn phép để phân chia rõ ràng công việc của mọi người tất cả phải lấy sự an nguy của nhân gian làm mục tiêu, quyết không để xuất hiện việc lợi dụng liên minh nhằm phục vụ cho lợi ích cá nhân. Thiên hạ hưng vong, thất phù hữu trách, Huyền Ngọc Huynh nhìn vạn lần phải phân định rõ ràng, việc này không chỉ đơn thuần vì sự an nguy của nhân gian mà còn vì sự an nguy của lục viện, bao gồm cả dịch viên ở trong đó. Chính là nếu ra không còn thì sao lông mọc được tới lúc chính đạo bại vong phải trang dịch viên cũng có thể tồn tại huy hoàng mãi trên nhân gian. Nghe những lời đó pháp quả đại sư, Ngọc Vô Song, lý trường xuân cùng nhau lên tiếng khuyên hy vọng huyền ngọc trân nhân đồng ý tuy nhiên trên mặt của huyền ngọc trân nhân không biểu lộ chút gì không một ai biết được lúc này lão đang suy nghĩ những gì trên đại sảnh những tiếng rầm gì dần dần biến mất mọi người đều tập trung vào huyền ngọc trân nhân để đợi câu trả lời cuối cùng của lão không cần biết đó là đồng ý hay là không huyền ngọc trân nhân chỉ cần đưa ra câu trả lời thuận tai vậy là đủ để tiếp tục cho vấn đề tiếp theo ngồi lặng yên trong tòa đại sảnh huyền ngọc trân nhân vẻ mặt thoáng qua chút trầm tư với tình hình hiện tại, hiển nhiên lần này ngũ viện với hoài bão và sự thành tâm tới đây, mặc dù có thể tự ý cự tuyệt, nhưng qua những lời nói đó có thể thấy hậu quả cũng khá nghiêm trọng. Nhưng nếu lần này đồng ý thì định mệnh của dịch viên giờ đây sẽ nằm trong tay kẻ khác và sự tồn vong của dịch viên ai có thể nói được rõ ràng. Rồi Huyền Ngọc Trân Nhân lại nghĩ tới lời của Tổ sư Hiển Thánh, lục viện liên minh thất giới tất loạn. Nếu như quả thật là như vậy thì khi lục viện liên minh chẳng phải cũng chính là lúc thất giới bắt đầu rơi vào cảnh loạn lạc sao. Nếu lần này toàn lực phản đối, không hiểu có thể khả dĩ ngăn trở điều đó hay không. Nhưng dáng điệu của mọi người lại có khí thế ham dọa như vậy, nếu như không đáp ứng thì liệu có hữu dụng hay không? Trong lúc này Huyền Ngọc Trân Nhân cảm thấy bản thân mình bị đưa vào tình huống vô cùng khó xử, chỉ thấy lão đôi mày nhíu lại rồi lại lộ rõ dáng vẻ trầm tư. Nhìn thấy dáng vẻ trầm tư của Huyền Ngọc Trân Nhân, Pháp Quả Đại Sư nhẹ giọng nói. Trước mắt tình hình có như thế nào ta cũng không nên đề cập đến nữa. Nếu như truyền thuyết là sự thật thì thái âm tế nhật chính là điểm bất tường ngàn năm hiếm gặp. Lần này thái âm trùng hiện, nhân gian hảo kiếp thật là khó có thể tránh khỏi, khi tình huống đó xảy ra không ai có thể biết được nó sẽ ác liệt đến như thế nào. Hãy tưởng tượng tới tình huống tốt nhất, khi vực chi tam giới xuất hiện tại nhân gian cùng lúc đó chính đạo liên minh cũng bắt đầu thành lập kết hợp với vân chi pháp giới cùng nhau tiêu diệt bọn chúng. Còn với tình huống xấu nhất là khi thất giới loạn thì nhân gian yêu ma quỷ quái vô số nếu như thế lực chính đạo phân tán cuối cùng sẽ vướng bại vong tới lúc cuối cùng cả nhân gian chìm trong tâm tối cảnh tượng lúc đó như thế nào không ai dám tưởng tượng tới huyền ngọc trưởng giáo vì cơ nghiệp nghìn năm của dịch viên mà thận trọng suy xét như vậy điều đó cũng là cần thiết nhưng điều đó chỉ hợp lý lúc nhân gian hòa bình mà thôi chứ sắp tới nhân gian đại loạn có môn có phái nào có khả năng không bị cuốn vào vòng xoáy đó chứ hiểu rõ được lời nói của pháp quả đại sư nho viên hạo vân cư sĩ cũng lên tiếng lời nói của đại sư rất đúng Chính vì việc lần này có quan hệ hết sức trọng đại nên cho huyền ngọc trưởng giáo trước thời gian để chấp nhận chuyện đó. Hiện tại chúng ta hãy nên nói tới những việc tiếp theo. Nếu như việc liên minh được thành lập, các viện sẽ phân phối nhiệm vụ ra sao, điều động nhân thủ cách nào. Hơn nữa còn vị trí minh chủ ai sẽ là người đảm trách, vị trí đó lấy công bình để cạnh tranh, do mọi người cùng tiến cử hay là toàn bộ do vân chi pháp giới sai khiến. Người đó năng lực như thế nào để phục chúng, có khả năng thế nào để được sự tin tưởng trong vị trí đó. Những chuyện như vậy cũng cần chúng ta phải thảo luận. Khẽ nhìn Thất Huyền chân nhân, Pháp Quả đại sư Lặng Yên không nói, tựa hồ như gặp khó khăn khi đề xuất vấn đề này. Thất Huyền chân nhân như hiểu rõ ý tứ của Pháp Quả đại sư liền vội vàng cất lời. Lần này do sự việc rất quan trọng, như gia sư Tại Hạ đã nói minh chủ nhân tuyển do những người phía trên nhận định, còn cụ thể là ai thì tới lúc cuối của buổi thành lập liên minh sẽ công bố. Còn khả năng như thế nào thì bao giờ cũng phải là người tận lực mà ra sức rồi. Để phân phối nhiệm vụ và điều động nhân thủ việc đó đã được tạm thời thảo luận, hiện tại chỉ chờ Huyền Ngọc Huynh trả lời rồi chúng ta sẽ bàn luận một cách cụ thể vấn đề đó. Đôi lông mày cao lại, Hảo Vân cư sĩ đảo mắt một vòng nhìn mọi người, thấy tam phái cao thủ không nói một câu, biểu lộ sự bình tĩnh tựa hồ như họ đã biết rõ kết quả. Chỉ có các dịch viên cao thủ thần sắc không vui chút nào, tuy nhiên mặc dù không nói ra nhưng trên những khuôn mặt đã biểu lộ sự cực lực phản đối sự tình. chương 141 Ma Loạn Thiên Hạ, buông tiếng thở dài, Hạo Vân cư sĩ nhìn Huyền Ngọc chân nhân cất tiếng. "Huyền Ngọc huynh, mọi người chẳng phải đang chờ lời của huynh sao? Huynh nên nói ra ý kiến của mình cho mọi người được biết. Dù kết quả như thế nào, chúng ta cũng cần cùng nhau thương nghị." Trầm tư suy nghĩ, Huyền Ngọc chân nhân nhìn mọi người một lượt, ánh mắt quét qua chỗ ngồi từng người cuối cùng dừng lại trên mặt Phong Lôi chân quân, trầm giọng nói: "Có một câu muốn hỏi tiền bối, sau khi thành lập lục viện liên minh phải nghe theo chủ ý của Minh chủ lục viện hay là của Vân chi pháp giới?" cười nhạt một tiếng, phong lôi chân quân đáp, thật sự có gì khác biệt, mình chủ là do chúng ta tuyển chọn thì kỳ thực ý kiến của y cũng chính là ý kiến của vân chi pháp giới. Nhẹ lắc đầu, huyền ngọc chân nhân trầm giọng nói, thoạt nghe thì tựa như không có gì khác biệt, nhưng thực tế sự khác biệt rất lớn. Hiện giờ ta muốn nói rằng liên minh lục viện ta không tán đồng, tuy nhiên mọi người cũng đã dựng nên lục viện liên minh này rồi ta cũng không muốn cản trở. Bất quá để dịch viên tham gia vào liên minh ta chỉ có một vài điều kiện, nếu mọi người có thể đáp ứng ta sẽ đồng ý liên minh, nếu không tán thành chuyện này coi như kết thúc, dịch viên tự động xin thoái xuất. Lúc đầu mọi người đều biến sắc nhưng ngay sau đó lại lộ nét mừng, chỉ cần đưa ra điều kiện thức là còn có hy vọng. Phong lôi chân quân ánh mắt sắc lạnh nhìn huyền ngọc chân nhân, đoạn trầm giọng nói. Được thôi, ngài nói đi, có điều kiện gì? Việc liên minh lần này là do ta phụ trách nên tất cả mọi việc ta đều có thể trả lời ngài. Không để lộ ý bất mãn, huyền ngọc chân nhân nói. Thứ nhất, sau khi liên minh dịch viên chỉ có thể theo lệnh của minh chủ vì thiên hạ thương sinh, hòa bình nhân gian mà hành sự, không thể tùy ý điều động môn hạ dịch viên làm những việc thỏa mãn lợi ích cá nhân. Thứ hai, nếu song phương vì tính chất chính tả của một sự việc nào đó mà phát sinh mâu thuẫn thì dịch viên có quyền rút lui khỏi việc đó. Thứ ba, những việc riêng tư của môn hạ đệ tử dịch viên liên minh không được can thiệp quá nhiều, ví như chuyện hôn nhân đại sự. Chỉ cười nửa miệng, phong lôi chân quân đáp, ta vốn nghĩ ngài sẽ đưa ra điều kiện khó khăn cho ta, Nguyên lai like là chuyện này. Tốt thôi, ba điều kiện nêu trên ta đều có thể đồng ý. Đồng thời mọi người hiện diện đều có thể làm chứng. Sau khi liên minh thành lập nhất thiết phải xử sự công bằng trên tinh thần đoàn kết, mọi người đồng tâm hiệp lực tất cả vì an nguy chốn nhân gian. Nếu không còn gì khác, mong ngài hãy cho mọi người một câu trả lời. Nhìn một lượt qua tất cả môn hạ đệ tử, Huyền Ngọc Trân Nhân đứng lên nói: Vì hòa bình của nhân gian, vì sự yên ổn của thiên hạ. Ta tuyên bố dịch viên cùng Ngũ viện Kết Minh Ước đồng ý thành lập Lục viện Liên Minh nhằm ứng phó với Hạo Kiếp trốn nhân gian. Trong đại sảnh, Phong Lôi Chân Nhân vừa cười vừa đứng lên nói lớn. "Hay lắm, bây giờ xin mời các vị trưởng môn đứng dậy, chúng ta cùng kích trưởng lập thể vì hòa bình trốn nhân gian mà tận lực tranh đấu." Nói xong, Pháp Quả Đại sư, Thất Huyền Chân Nhân, Ngọc Vô Song, Lý Trường Xuân, Hạo Vân cư sĩ đồng thời tiến đến giữa đại sảnh hướng về Phong Lôi Chân Nhân nhất khởi kích trưởng tuyên thệ thấy sáu vị trưởng môn tuyên thệ liên minh trong phòng mọi người lần lượt đứng lên chúc mừng trong nhất thời niềm vui của sự kiện liên minh ngập tràn đại sảnh dịch viên ngồi tĩnh lặng trong một góc phòng ngạo tuyết nhìn sang thương nguyệt hai đôi mắt long lanh chất chứa cùng một nỗi niềm lo lắng lục viện liên minh đã được thành lập đáng tiếc hiện giờ lục vân không có tại đây đến khi chàng trở về lúc đó mọi việc sẽ như thế nào một tiếng cười lớn lấn át âm thanh ồn ào trong phòng chỉ nghe phong lôi chân quân nói hiện tại dịch viên đã đồng ý gia nhập liên minh chúng ta nên thương nghị xem cụ thể khi nào tiến hành nghi thức thành lập liên minh cũng như tuyển chọn cho ngôi vị minh chủ mọi người nhanh chóng ngồi lại chỗ cũ mọi ánh mắt đều đổ dồn vào phong lôi chân quân vị trí minh chủ vẫn còn là một bí mật tuy nhiên rõ ràng cơ hội dồn về thiên kiếm viện dù không nói ra mọi người đều có cùng phỏng đoán quay sang thiên kiếm viện một hàng bốn người mục quang mọi người nhìn vào lý trường xuân thâm tâm đều minh bạch lão ta chính là ứng viên cho chức minh chủ bây giờ chỉ còn đợi phong lôi chân quân tuyên bố một thoáng đắc ý lướt qua trong mắt lý trường xuân cố giữ vẻ bình tĩnh nói nhìn thấy nhân gian đang bị lũ yêu ma tung hoành nên phải mau chóng ngăn chặn việc này ta nghĩ tốt nhất nên sớm cử hành nghi lễ một khi đã liên minh chúng ta sẽ có nhiều thời gian chuẩn bị tập trung đối phó với cao thủ ma vực bảo vệ hòa bình cho nhân gian hiện tại xin tiền bối giúp lục viện chủ trì nghi thức liên minh tin rằng đây cũng là mong muốn của mọi người nhìn qua lý trường xuân phong lôi chân quân cười nói chuyện này có gấp cũng không thể trong nhất pháp, hiện tại chúng ta hãy hỏi ý kiến mọi người xem ngày liên minh chọn lúc nào thì tốt nhất hảo vân cư sĩ im lặng không nói pháp quả đại sư cũng không nêu ý kiến vậy nên chỉ còn ngọc vô song huyền ngọc chân nhân cùng thất huyền chân nhân ba người điềm nhiên nhìn mọi người thất huyền chân nhân mở lời hiện giờ mọi chuyện đã thảo luận xong ta nghĩ rằng mọi việc sẽ không có gì thay đổi nếu hai ngày sau cử hành mọi người thấy thế nào trong hai ngày ấy mọi người có thể xử lý được một số vấn đề sau khi hoàn thành xong mọi việc mới cử hành liên minh, nghĩ rằng như thế là chọn lựa tốt nhất. Gật nhẹ đầu, các vị trưởng môn đều đồng ý, lúc này cần xử lý việc riêng của từng viện trước đối với mọi người đều có lợi. Phong Lôi chân quân thấy các vị trưởng môn đều đồng thuận liền cười nói, theo như lời của Thất Huyền, hai ngày sau sẽ cử hành nghi thức liên minh tại Dịch Viên Tránh cho mọi người phải chạy đông chạy tây. Hiện tại chính là thời khắc phi thường, chúng ta nhất thiết phải làm đơn giản vậy nên cũng không cần quay lại Thiên Kiếm Viện cử hành sự việc đã định, chúng ta bàn lại một lần về các chi tiết của việc liên minh. Theo sự sắp xếp của ta, khi liên minh, được thành lập cao thủ lục viện không có việc trọng yếu sẽ tập trung ngoài sân, tam phái đồng minh cũng ngội ngộ dưới hiệu lệnh của minh chủ tiến vào nhất loạt chúc mừng, tương lai cùng hợp tác tề tâm hiệp lực cứu vãn trường nhân gian hạo kiếp này. Đồng thời để tuyên bố chuyện quan trọng này ta sẽ cùng một người khác tham gia, cụ thể là ai đến lúc đó mọi người sẽ biết. Hiện tại mọi việc đều đã thương nghị xong, Việc còn lại là chọn nhân tuyển cho chức vị minh chủ, tiền bối hãy trực tiếp nói với mọi người để cho mọi người nhất thời khỏi phải phỏng đoán sai lệch. Biết được người được chọn chúng ta mới có thể sắp xếp mọi việc. Nhìn Phong Lôi Chân Quân, Hạo Vân cư sĩ nhẹ giọng hỏi. "Chúng nhân nhất tề nhìn vào Phong Lôi Chân Quân rất muốn biết tính danh người được chọn. Từ khi mọi việc bắt đầu, không ai biết được nhân tuyển cho chức vị minh chủ tương lai là ai." Bây giờ đã đến thời khắc quan trọng tối hậu mọi người đều muốn biết thực ra Phong Lôi Chân Quân đang có bí ẩn gì chưa lộ ra, thực ra trong việc này có trở ngại gì không thể nói. Nhìn lướt qua gương mặt tò mò của mọi người, Phong Lôi Chân Quân cười nói: "Kỳ nhiên mọi người đã truy vấn, tốt nhất ta sẽ trả lời một lần với tất cả. Minh chủ được chọn đang ở trong căn phòng này, chỉ là không biết mọi người có thể đoán ra không. Đương nhiên người được chọn có thể nằm ngoài sự mong đợi của mọi người." nhưng đây là sự sắp đặt tốt nhất không thể thay đổi bao gồm cả ta trong đó mọi người nghe câu đó ánh mắt đổ dồn vào người lý trường xuân theo phong lôi chân quân trước đây chính miệng tiết lộ minh chủ xuất thân tại thiên kiếm viện mà thiên kiếm viện trong đại sảnh này không thể là ai khác ngoài lý trường xuân lý trường xuân lúc này cũng khó tránh được tâm trạng kích động bản thân hiện rõ thần tình hưng phấn thời khắc quan trọng này sau cùng cũng đã đến từ khi dịch viên đoạt được vị trí đứng đầu lục viện lý trường xuân không ngừng lo nghĩ thường có những biểu hiện dị thường thất thố phải đến sau này khi phong lôi chân quân xuất hiện mang lại cho lão niềm hy vọng lớn cũng giúp lão thấy rõ mục đích lớn hơn vực lão dậy chờ đợi đến lúc này như hiện nay thời khắc kích động nhân tâm sắp tới thử hỏi làm sao có thể kìm hãm sự hưng phấn điềm nhiên nhìn qua lý trường xuân phong lôi chân quân cất tiếng mọi người đoán không sai giờ tốt nhất ta sẽ trực tiếp nói thẳng ra người đứng đầu lục viện liên minh chính là kiếm vô trần xuất thân từ thiên kiếm viện lời vừa xong trong căn phòng tiếng kêu kinh ngạc nổi lên bốn bề tất cả mọi người đều bằng hoàng. Kể cả kiếm vô trần cũng không ngờ có kết quả này. Cổ quái, bất ngờ, kinh dị, các sắc thái biểu tình hiện rõ, nhưng sắc mặt khó coi nhất không ai ngoài Lý Trường Xuân. Trên khuôn mặt lão ta nụ cười đông cứng, cả bộ mặt thần tình hóa ngốc tựa như mất hồn ngớ ngẩn đứng tại chỗ. Nhưng bên cạnh quân bất hối thể hiện khuôn mặt ngược lại, không thể nói lên niềm vui sướng xen lẫn ngạc nhiên tràn ngập khuôn mặt với tâm trạng cao hứng cực độ. Còn những kẻ khác đích thực rất kinh ngạc, họ không thể minh bạch tại sao lại có kết quả này. Không hiểu vân chi pháp giới có mục đích gì lại chọn kiếm vô trần làm minh chủ. chương 142 trùng hồi dịch viên, nhìn mọi người, kiếm vô trần đột nhiên khôi phục thần thái, một tia sáng kỳ lạ lóe lên trong mắt. Kết quả này mặc dù hắn cũng bất ngờ, nhưng hắn ý thức được, đây là cơ hội 10 phần khó gặp. Một mai hắn trở thành minh chủ lục viện, tương lai có vân chi pháp giới ứng phó, sau này cả tu chân giới chính là thiên hạ của hắn. Nghĩ đến đó, kẻ đầu tiên mà hắn nghĩ tới, kẻ đã từng tước đi cuộc sống vẻ vang của hắn, khiến cho hắn vô tình bị đả kích chính là Lục Vân. Một ngày nào đó, kiếm vô trần hắn sẽ đòi lại tất cả những thứ đã mất. Nhìn sang Ngọc Tiêu Sinh ở bên cạnh đến đây chúc mừng, kiếm vô trần đột nhiên nở nụ cười thần bí, khóe miệng nhế siết lên biểu lộ niềm vui mừng, nhưng cũng nhanh chóng biến mất. Trong đại sảnh, Huyền Ngọc Trân Nhân nhìn kiếm vô trần, lại nhìn sang môn hạ đệ tử, chẳng nén nổi cất tiếng thở dài. Hiện tại biết được kết quả, hồi tưởng lại từ khi lục viện liên minh thất giới bắt đầu loạn nguyên lai tất cả mọi chuyện đều bắt đầu từ thời khắc này bốn vị trưởng giáo khác lúc này cũng thở dài hiển nhiên với kết quả này mọi người đều rất không vừa ý chỉ là phong lôi chân quân đã có lời trước nên mọi người cũng không có ý kiến gì nhìn biểu tình kinh dị của mọi người phong lôi chân quân cười nói mọi người không cần kinh ngạc chuyện này đã được xếp đặt từ lâu phô trần mặc dù niên kỷ còn trẻ nhưng tu vi đã cao đến kinh người với niên kỷ như hắn mà có thể đạt tới cảnh giới quy tiên, chuyện này tại nhân gian cực hiếm gặp. Với tu vi của hắn, mọi người chỉ cần đi theo chỉ điểm và hỗ trợ, tin rằng chẳng bao lâu sẽ tạo thành một ngôi sao sáng của giới tu chân. Lúc đó mọi người cùng nhau trợ giúp hắn, đồng tâm hiệp lực chế ngự yêu ma, ta tin rằng nhất định sẽ đưa nhân gian về lại hòa bình. Trước mắt, sự tình đã được định liệu, mọi người tự chuẩn bị mọi việc, hai ngày sau tại dịch viên cử hành nghi thức liên minh lục viện. Để giúp cho việc liên minh, trong hai ngày tới lục viện đồng thời tuyên bố với thiên hạ lấy thanh uy, sau này rất tốt cho việc triệu tập một số cao thủ chính đạo gia nhập liên minh. Hiện tại vô trần theo ta đi gặp một người, hai ngày sau sẽ trở lại nhận chức. Phong lôi chân quân nói xong liền cười mát, mang theo kiếm vô trần bỏ đi. Lạnh nhạt nhìn lại Lý Trường Xuân vẫn đang ngây dại, huyền ngọc chân nhân đứng dậy phân phó cho môn hạ theo dọc đại sảnh đưa mọi người về nghỉ ngơi, đồng thời chuẩn bị chỗ ở chu đáo cho bọn họ. Xử lý xong xuôi, huyền ngọc chân nhân nhìn chúng môn hạ, thở dài nói. Truyền lệnh triệu hồi Vân Phong và Hoành Phi, đồng thời thông báo cho Tử Dương Sư Đệ quay trở lại. Kiếp nạn nhân gian hiển hiện, mọi người cần nhớ ngàn vạn lần để tâm, ta đi đây. Nói rồi chuyển thân rời đi, đầu buổi chiều, ánh mặt trời có phần thiêu đốt, trên tây thuộc cổ đạo người đi lại cũng không nhiều. Lục Vân chậm chậm bước đi trên cổ đạo, vẻ mặt có phần mất mát. Dịch viên không còn xa, lúc này chàng đang tưởng nhớ tới Bách Linh, những giây phút bên nàng bây giờ hiện lên rõ từng chi tiết. Lúc ở cùng nhau thường dò xét mà chẳng nhận ra điều gì, sau ngày chia tay, Lục Vân mới phát hiện bản thân mình bất ngờ có chút gì đó không quen. Tiếng cười của nàng, một vài câu nói dễ thương, tất cả tựa như mất đi màu sắc. Lục Vân ngẩng đầu nhìn ra nơi ngọn núi phía xa, tâm lý minh bạch, chỉ cần vượt qua đỉnh núi đó là có thể nhìn thấy dịch viên. Lúc ấy, Lục Vân đột nhiên nhớ đến ngạo tuyết, nhớ đến Vân Phong, nhớ lại tất cả mọi chuyện trong quá khứ, một nụ cười hiện lên trên mặt chàng, những hồi ức tốt đẹp vào lúc này, những ký ức nằm sâu trong tim chàng được đánh thức. Nhẹ nhàng nhìn về chân trời, đôi mắt nhìn ánh mặt trời tịnh không chấp, chàng đứng yên như thế một lúc, rồi tiếp tục bước về phía trước. Khoảng cách thu hẹp dần, Lục Vân đã vượt qua đỉnh núi, nhìn dịch viên tọa lạc trên bình nguyên, khuôn mặt chàng mang theo nụ cười kỳ quái, hôm nay mình quay trở lại, nghĩ tới khi gặp mặt Vân Phong, gặp ngạo Tuyết, Lục Vân tâm lý không kìm được nỗi vui mừng. Không quản tương lai thế nào, chỉ ít lúc này được gặp lại, tâm lý chàng rất háo hức ngạo nghễ đứng trên đỉnh núi lục phân toàn thân phát ra một sự tự tin vẻ hòa nhã ấm áp trước đây biến mất thay vào đó là thái độ ngạo nhiên bất khuất trở lại con người của chàng cười nhạt lục phân sải bước nhằm hướng dịch viên từng bước tiến tới tuy nhiên vừa đi được vài bước lục phân tâm thần chấn động một cảm giác rất bất thường trỗi dậy đột ngột dừng thân lục phân cẩn thận tra xét tất cả bốn phía trong vòng trăm trượt tiếc là đến một điểm dị thường cũng không có chuyện này với chàng có một chút không thông suốt Xét cho cùng có việc gì, hoặc là có sự tình gì, lúc này trong chàng bỗng dâng lên cảm giác kinh sợ. Cẩn thận xem xét toàn bộ cơ thể, tất cả bình thường, chỉ có cảm giác kinh hãi đúng là tồn tại. Chuyện này trước đây chưa hề có nên Lục Vân Vạn phần cảnh giác. Từ khi xuất đạo đến nay, đây là lần đầu tiên tâm sinh ra điểm cảnh báo, đối với tu vi đạt được đến cảnh giới này mà nói, chuyện này đích thực rất kỳ quái. Hít một hơi sâu, Lục Vân Vận khởi Phật môn pháp quyết, toàn thân kim quang ẩn hiện lấp loáng một cỗ khí thức thần thánh trấn áp cảm giác bất an trong tâm. Chờ cho cảm giác bất an hoàn toàn biến mất, Lục Vân mới chuyển thân, nhằm hướng dịch viên bước đi. Nhìn thấy càng lúc càng gần tới dịch viên, Lục Vân mặc dù không còn thấy lại cảm giác bất an đó nữa, nhưng trong tâm chàng vẫn ẩn chứa một cảm giác bất thường khác lớn hơn. Có chuyện gì đó khiến chàng không yên tâm, điểm này chàng không minh bạch, nhưng chàng cảm giác được rằng, ở sâu trong tâm cứ ngọ nguậy như có gì đó không rõ đang dao động không ngừng. Tại dịch viên, Ngạo Tuyết và Thương Nguyệt đứng tại tiểu viện, nhìn vào bông hoa dưới chân tường, trong hai người không có ai mở miệng. Lúc này một ngọn gió thoáng lướt qua mang theo làn hương hoa, Thương Nguyệt nhẹ giọng nói. Chàng vẫn không có tin tức gì ư, lắc đầu, Ngạo Tuyết giọng có chút lo lắng. Không có, hy vọng lần này chàng sẽ quay về. Nhìn lại bông hoa, Thương Nguyệt hỏi, trở về, lại có thể vậy sao? Có khi không quay lại, không phải sao? Thân thể run lên, Ngạo Tuyết thấp giọng đáp, đúng thế, ta đã hy vọng chàng trở lại lại cũng hy vọng chàng đừng quay về, vì khi gặp lại ta sợ chàng vướng mắc nói nhiều thế này lại càng thêm phiền muộn. Ánh mắt di chuyển về nơi xa, Thương Nguyệt nhẹ giọng nói. Chuyện thế gian, khả dĩ một số có thể tránh, nhưng một số không thể lẩn tránh. Bất kể là chuyện gì, nhưng chàng với dịch viên, với thiên hạ có một số chuyện phải cùng đối đầu. Bất luận ra sao thì lúc đối mặt, mong rằng kết quả không đi quá xa. Trên khuôn mặt mỹ lệ của Thương Nguyệt hiện nét lo âu, hàng mi tỏa ra nỗi sầu. Đột nhiên, Ngạo Tuyết và Thương Nguyệt thân thể chấn động, hai người run sợ nhìn nhau, cùng đưa mắt ra xa. Cơ thể run lên, hai người đồng thời phóng lên không trung, nhìn ra con đường ấy. Đồng thời lúc đó, thân ảnh Vân Phong đột nhiên xuất hiện bên cạnh hai người, khuôn mặt mừng rỡ nhìn theo thân ảnh màu lam đang từ từ tiến tới. Là Lục Vân, huynh ấy cuối cùng cũng trở về. La lớn, Vân Phong thân pháp nhanh như tia sáng, phóng tới Lục Vân. Nhưng có người còn nhanh hơn hắn, chính là Ngạo Tuyết và Thương Nguyệt. Lúc Vân Phong xuất hiện trước mặt Lục Vân thì Ngạo Tuyết và Thương Nguyệt lặng yên nhìn Lục Vân, ánh mắt ba người gặp nhau giữa không chung. Cười he he, Vân Phong thấp giọng nói. Hiện tại nhường cho huynh hưởng thuộc tư vị ôn nhu, chờ gặp lại đệ sẽ tính toán với huynh sau. Nói rồi thân ảnh loáng cái đã biến mất, hàm tiếu nhìn hai nàng, Lục Vân phát hiện hai người thần tình tiểu tụy đi nhiều, đặc biệt là Ngạo Tuyết, trong đôi mắt nhu tình như nước, lệ hoen long lanh, một vẻ đẹp xúc động lòng người. Còn Thương Nguyệt mặc dù kiên cường hơn một chút, nhưng làn thu thủy cũng ánh lên muôn phần hoan hỉ, khó che đậy được nhu tình rào rạt từ đáy lòng. Đôi môi run lên phấn khích, Lục Vân rốt cục không biết nên nói gì, chỉ là nhẹ nhàng nhấc tay lên, đưa tới nắm hai bàn tay nhỏ nhắn đẹp mê người. Cầm tay hai nàng, cảm thụ được cái cảm giác kỳ diệu huyết mạch tương thông, trong chàng bỗng trỗi dậy một cảm giác tự hào. Cuộc sống này có thể có được hai con tim thánh khiết mỹ lệ, việc này sẽ mãi mãi khiến chàng kiêu hãnh trong đời. Đôi môi khẽ mở, ngạo tuyết dịu dàng nói, Lục Vân, thời gian qua chàng có ổn không, có gặp nguy hiểm, có đụng phải ma vật lợi hại gì không. Lắc đầu cười, Lục Vân không nói, chỉ nhìn nàng với ánh mắt đầy thâm tình. Thương Nguyệt nhìn Lục Vân cười, khuôn mặt toát ra vẻ đẹp nguyệt hẹn đến kinh người, giọng nhẹ nhàng. Nhớ lúc chia tay chàng đã nói, hy vọng khi gặp lại sẽ được nhìn thấy muội cười. Hiện tại, muội lại được thấy lại một Lục Vân hòa nhã âm áp, hiệp cốt nhu tình, bởi vậy muội rất vui mừng nên cũng muốn cười. Nhìn Thương Nguyệt, lại nhìn Ngạo Tuyết, cơ thể Lục Vân đột nhiên phát ra một cỗ thâm tình nồng nhiệt, kiên quyết sẽ bảo vệ hai nàng. Không nói lời nào, lúc này Lục Vân lấy hành động biểu hiện tâm ý của chàng. Cảm giác được cỗ thâm tình của Lục Vân, hai nàng khuôn mặt hoan hỉ, nhìn Lục Vân chứa chan tình cảm. Trường 143 tâm hữu nghi hoặc, nhìn hai bàn tay nhỏ nhắn trong lòng bàn tay mình, Lục Vân nói ra những lời đầu tiên. Được cầm tay hai nàng cùng nhau ngao du thất giới, ba chúng ta chọn đời bên nhau, tình này mãi mãi trường tồn. Kiếp này chỉ cần Lục Vân ta không chết, ta sẽ vĩnh viễn trân trọng tình cảm này, vĩnh viễn yêu thương hai nàng. Ngay cả khi phi thăng thành tiên ta cũng sẽ không quên lời thề này. Thâm Tình nhìn Lục Vân, Ngạo Tuyết và Thương Nguyệt cùng gật đầu, hạnh phúc và vui sướng biểu hiện tràn đầy trên gương mặt cả hai. Nhẹ nhàng ôm hai nàng vào lòng, Lục Vân cười nhẹ nói tiếp. Vân Phong gọi người đến rồi kia, chúng ta qua chỗ họ thôi, không thì cuộc gặp gỡ ngu ngơ này e là sẽ bị đệ ấy cười cho nói xong khẽ buông tay ngạo tuyết và thương nguyệt cùng với hai nàng thẳng hướng dịch viên bay tới lục vân trở về lần này là không đi nữa phải không nhìn lục vân trong mắt ngạo tuyết thể hiện sự mong chờ vô hạn nở nụ cười gượng gạo lục vân hơi lắc đầu rồi nhẹ giọng nói con đường đời mà ta sẽ đi không phải người bình thường nào cũng có thể hiểu được trở về lần này ta chỉ muốn gặp lại các nàng sau đó là trưởng môn sư bá tử dương sư phụ sư thúc vân phong cùng các huynh đệ đồng môn khác để nói lời cáo biệt Kinh nghiệm ở dịch viên chỉ là một phần trên chuyến đi dài của cuộc đời ta, ta không thể dừng lại được. Trên thân thể ta ẩn giấu rất nhiều điều, chúng đều có quan hệ tới cuộc đời của ta, ta phải đi giải quyết từng vấn đề một. Đợi sau khi hoàn thành tất cả ta sẽ trở về, các nàng đừng vì ta mà lo lắng. Đau buồn nhìn Lục Vân, trong đôi mắt của ngạo tuyết chất chứa một nỗi mất mát vô hạn. Mặc dầu biết rằng có những việc không có cách nào níu giữ, cũng không thể nào ngăn trở nhưng trong thâm tâm nàng thực sự muốn ngăn cản điều đó. Thương Nguyệt nhìn vào mắt Ngạo Tuyết rất giọng dịu dàng, đừng quá thương tâm, có ly thì mới có hợp, có sầu đau thì mới có vui sướng. Mọi thứ rồi cũng sẽ qua, chỉ cần tận trong đáy lòng vẫn luôn có chỗ cho tình yêu đẹp nhất vậy cũng là đủ rồi. Lục Viện đã liên minh, có những việc đã qua rồi không thể nào khác được nữa. Thân thể chấn động, Ngạo Tuyết bỗng nhiên minh bạch lời của Thương Nguyệt. Đúng vậy mọi thứ đều đã thay đổi, hiện tại đối với việc Lục Vân lưu lại dịch viên mà nói, chàng và Kiếm Vô Trần sẽ đối xử với nhau ra sao đây? ngẩng đầu lên nhìn Vân Phong nơi cửa, Ngạo Tuyết nhẹ nhàng nói: "Trưởng môn sư bá đã đáp ứng Lục Viện Liên Minh, ngày mai nghi thức liên minh sẽ được cử hành tại dịch viên, đến lúc đó mọi thứ sẽ thay đổi. Lần này minh chủ liên minh không phải là Lý Trường Xuân mà là Kiếm Vô Trần, tất cả mọi việc đều do Vân Chi Pháp giới đứng ra điều khiển, toàn lực thúc đẩy cho việc liên minh lần này thành công." Lục Vân bỗng nhiên dừng lại nhìn Ngạo Tuyết sắc mặt lộ ra một chút trầm trọng. Lục Viện Liên Minh chàng đã sớm biết từ miệng của Ma Thiên Tôn. Chủ chỉ không nghĩ tới Minh chủ lại là Kiếm Vô Trần. Điều này làm Lục Vân vô cùng kinh ngạc, suy nghĩ một cách cẩn thận thì sự việc có quan hệ rất lớn. Lục Vân bỗng nhiên sinh lòng cảnh giác, tự nhủ bản thân nên sớm rời khỏi dịch viên nếu chậm trễ có khi sinh biến. Ngẩng đầu lên, Lục Vân tĩnh tại nhìn về phía chân trời và cả ba người rơi vào trầm tư. Thời khắc này, Ngạo Tuyết và Thương Nguyệt đều minh bạch vấn đề Lục Vân đang nghĩ đến, nhưng kết quả những suy nghĩ đó như thế nào hai nàng không thể đoán được cùng lúc đó Tử Dương chân nhân biết tin Lục Vân trở về, vội vàng phi kiếm bay tới chỉ sợ đồ đệ yêu quý đi mất. thân ảnh lóe lên, Tử Dương chân nhân đã nắm lấy tay phải Lục Vân quan sát một cách cẩn thận rồi nói với vẻ mặt kích động: trở về là tốt rồi, là tốt rồi. sau này phải cố gắng tu hành ở dịch viên cho thật tốt nhé. thầy cho ta cùng nhau trảm yêu trừ ma, vì hòa bình của nhân gian mà góp chút công hiến. nhìn Tử Dương chân nhân, Lục Vân sắc mặt có chút kỳ quái nhưng rất nhanh đã khôi phục như thường và mỉm cười nhẹ nhàng nói sư phụ có khỏe không chân nguyên trên cơ thể sư phụ không ổn định xem ra mấy ngày gần đây nhất định là rất vất vả vì nhân gian trừ hại rồi nói xong toàn thân lục vân hồng quang chấp sáng một luồng liệt hỏa trí cực chân nguyên cường thịnh theo tay phải truyền vào nội thể của tử dương chân nhân giúp khôi phục lại phần lớn nguyên khí đã mất phong viễn dương nhìn lục vân vui mừng nói sư đệ hoan nghênh đệ trở về sau này huynh đệ mọi người chúng ta tiếp tục liên thủ kề vai sát cánh trừ ma vệ đạo, cùng chiến đấu vì hòa bình của nhân gian. Lục Vân Hờ hững lắc đầu, để trở về chỉ là muốn gặp lại mọi người vì đệ sắp có việc phải đi xa, đợi sau khi hoàn thành xong việc của mình sẽ quay lại thăm mọi người. Giờ chúng ta đi thôi, nói xong buông tay tử dương chân nhân nhằm hướng dịch viên bay tới. Thân ảnh chấp động, Vân Phong xuất hiện chặn ngay chỗ Lục Vân cười diễu cợt. Hảo Lục Vân Huynh, về mà không thèm lý tới đệ, nhìn thấy đệ gọi cũng chẳng thèm đáp lại một tiếng huynh muốn đi ư vô phương mấy ngày trước đệ tìm huynh muốn gãy cả chân nhưng mỗi lần phát hiện được khí thức của huynh khi đệ đến nơi thì huynh đã đi khỏi rồi huynh cố ý hại đệ hả làm đệ mệt gần chết huynh nói đi rốt cuộc là có việc gì vậy tươi cười vỗ vai vân phong lục vân nói chỉ mới có mấy ngày không gặp đệ đã muốn to tiếng với ta rồi hả. ta mấy hôm nay không hề ẩn tàng khí thức Dùng âm dương pháp quyết của đệ tự nhiên rất dễ dàng tìm thấy, sao lại không tìm được? Thấy Lục Vân không tin, Vân Phong nói nhanh, "Đệ gạt huynh làm gì, nếu không tin lời đệ huynh tự mình hỏi Ngạo Tuyết sư tỷ xem, hỏi cả Phong sư huynh nữa xem đệ có tìm huynh hay không." Lúc đó trưởng giáo sư bá bởi vì ma vật hung dữ đã hạ lệnh cho đệ phải tìm huynh về, đệ dùng âm dương thần toán tính rất nhiều lần nhưng một điểm khí tức của huynh cũng không tìm thấy. Về sau ngẫu nhiên tìm ra được một chút, nhưng khi đệ đến nơi huynh đã rời khỏi mất rồi khi đó đệ thấy rất kỳ quái trong đầu nghĩ huynh giống như là biết đệ tìm mình nên có ý ẩn tàng khí thức đi ai mà biết được huynh không dám thừa nhận lại còn nói đệ to tiếng với huynh để tức chết mất thôi bất luận thế nào thì huynh cũng phải giải thích rõ việc này nhìn thấy cả ngạo tuyết và phong viễn dương cùng gật đầu sắc mặt lục vân ngây ra trên mặt lộ ra thần sắc có vẻ không tin không có khả năng xảy ra sự việc như thế được bản thân ta không cẩn thận tới mức đi che giấu khí thức như vậy vì sao vân phong lại không tìm thấy nhỉ trầm tư suy nghĩ một thoáng vân phong kêu lên được rồi bây giờ không nói về vấn đề đó nữa trước tiên chúng ta phải trở về có việc gì chúng ta sẽ nói sau hiện tại lục viện cao thủ khá nhiều để đợi một chút rồi đưa huynh đi dạo qua một vòng chúng ta cùng thăm dò một chút xem những cao thủ đó có bao nhiêu lợi hại được chứ tử dương chân nhân nghe vậy liền ngăn cản không được phép làm càn hiện nay trong lục viện tam phái chi nhân toàn là cao thủ tu vi thấp nhất cũng đã tiến nhập vào cảnh giới bất diệt há có thể dễ dàng đi gây chuyện ư hãy nên để lục vân an tâm nghỉ ngơi một chút đợi khi việc liên minh diễn ra xong sau khi những người ấy rời khỏi sẽ quay lại nói vấn đề này vân phong nghe qua liền minh bạch hắn hiểu tử dương chân nhân sợ bí mật của lục vân bị người khác phát hiện liền cười hắc hắc nói đệ tử nói chơi thôi mà hắc hắc đệ tử đi tìm hứa khiết đây nói cho nàng ấy biết lục vân đã về rồi dứt lời nhanh chóng biến mất như làn khói trong âm thanh tiếng cười Lục Vân theo mọi người cùng nhằm hướng dịch viên thẳng tiến. Trong lúc đi Lục Vân hỏi thăm sơ về các huynh đệ dịch viên khác, cuối cùng cũng đến chỗ của Huyền Ngọc Trân Nhân. Nhìn Huyền Ngọc Trân Nhân, Lục Vân nhẹ nhàng thưa. Sư bá, Lục Vân lần này trở về ngoài việc thăm mọi người, đồng thời cũng có một vài chuyện cần nói. Tươi cười nhìn Lục Vân, Huyền Ngọc Trân Nhân hỏi. Có chuyện gì vậy, con cứ nói. Chỉ cần không là việc rất trọng yếu, ta đều có thể lập tức ưng thuận với con. Yên lặng nhìn Huyền Ngọc Trân Nhân, Lục Vân trầm giọng nói. Đệ tử lần này trở về là muốn cáo biệt mọi người. Hai năm sống ở đây, đệ tử đã lưu giữ rất nhiều kỷ niệm tốt đẹp, nhưng hiện tại đệ tử không thể không rời khỏi dịch viên. Đệ tử mang vinh quang của dịch viên đã là quá khứ rồi, cũng đã đến lúc đệ tử nên rời khỏi nơi này. Tại sao vậy? Có phải bởi vì lục viện liên minh, kiếm vô trần đảm nhiệm chức minh chủ, con cảm thấy con và kiếm vô trần khó có thể sống hòa hợp với nhau được phải không? Vẻ mặt ngạc nhiên nhìn lục vân, huyền ngọc chân nhân dường như không nghĩ tới lục vân có thể đề xuất một việc như thế nhẹ nhàng lắc đầu thần sắc lục vân có chút kỳ dị nói nhớ thời gian đệ tử vừa vào dịch viên khi đang phơi nắng trên bãi cỏ bên ngoài sư bá đã đến và hỏi con vì sao lại lựa chọn tu chân lúc đó con đã từng nói rằng con tu chân là vì một tâm nguyện một lời thề từ thời thơ ấu hiện tại con phải đi để hoàn thành tâm nguyện đó hoàn thành lời thề lúc nhỏ cho nên con cần phải rời khỏi dịch viên lặng yên nhìn lục vân một lúc Huyền Ngọc Trân Nhân đột nhiên nói. Trên người con luôn luôn ẩn tàng bất lộ rất nhiều bí mật, có lẽ đó là một trong những nguyên nhân con rời khỏi dịch viên phải không? Nếu như con thực sự phải ra đi, ta dẫu có muốn lưu lại cũng không khiến con ở lại được. Chỉ là ta hy vọng con sau khi làm xong việc nhớ quay trở về, nơi này có rất nhiều người đang đợi con. Ta tin rằng con có thể cảm nhận được điều đó phải không? Con vĩnh viễn là đệ tử kiệt xuất nhất của dịch viên, vĩnh viễn là niềm tự hào của chúng ta. Không gật đầu, lục vân chỉ biểu lộ vẻ xin lỗi nhìn huyền ngọc trân nhân rồi nhẹ nhàng đứng lên đi ra khi tới cửa lục vân hơi dừng thân lại vẫn quay lưng về phía huyền ngọc trân nhân nói đa tạ sư bá cuộc đời này con mang vinh quang về cho dịch viên nhưng đồng thời cũng mang lại không ít phiền phức cho dịch viên hy vọng sau này sư bá không phải hối hận vì con dứt lời lục vân dần biến mất nơi cửa huyền ngọc trân nhân nhìn theo lưng bóng nhân ảnh đó lộ vẻ khó hiểu không nghĩ được vì sao lục vân lại nói như vậy Cuối cùng thì trên người Lục Vân ẩn giấu những bí mật gì đây? Lục Vân trước lúc rời khỏi có một chút vẻ xin lỗi trong ánh mắt, sao lại ám thị như vậy chứ? Chương 144 Giao trì thánh nữ, một ngày mới, một sự việc mới bắt đầu, hôm nay đối với Kiếm Vô Trần mà nói là thời điểm chuyển biến tối quan trọng trong cuộc đời hắn. Đồng thời đối với Lục Vân, đây cũng là một ngày cực kỳ trọng yếu. Với cả hai thanh niên kiệt xuất này, vận mệnh của mỗi người sẽ thay đổi chỉ trong ngày hôm nay chỉ có điều đương thời không ai phát hiện ra đầu giờ thìn một số người đã có mặt tại đài cao được dịch viên dựng trước nho viên gồm hảo vân cư sĩ đan thanh kiếm hiệp tất thiên đạo viên có thất huyền chân nhân cùng với vô vọng bồ đề học viện với pháp quả đại sư pháp tính đại sư và bổn nhất phượng hoàng thư viện có ngọc vô song thương nguyệt và hứa khiết thiên kiếm viện có lý trường xuân liễu tinh hồn và quân bất hối dịch viên gồm huyền ngọc chân nhân càn nguyên chân nhân tĩnh nguyệt đại sư huyền âm chân nhân tử dương chân nhân Phong Viễn Dương, Lý Hoành Phi, Ngạo Tuyết, Vân Phong và Lục Vân. Bên cạnh cao thủ của Lục viện còn có đại diện của Tam đại phái. Tiên kiếm môn có Chiến Tâm Tôn Giả, Vạn Phật tông có Kim Cương Thánh Phật, Vô Vi đạo phái có Thiên Thương đạo trưởng tất đều có mặt trên đài. Trước mắt còn thiếu Kiếm Vô Trần, Phong Lôi chân quân cũng như chủ nhân Tam phái. Đồng thời vẫn còn một người nữa chưa đến, chính là Ngọc Tiêu Sinh. Ngước mắt nhìn sắc trời, Thất Huyền chân nhân nói với giọng có vẻ lo lắng: Thời giờ đã đến sao vẫn chưa thấy bóng dáng của họ đâu, hay là gặp phải sự tình gì ngăn cản chăng? Mọi người không ai đáp lời, không ai hiểu rõ nguyên do. Tuy nhiên trong lúc tất cả còn đang mải phỏng đoán nguyên nhân, trên không quang hoa lóe sáng, nhiều đạo thân ảnh xuất hiện. Năm luồng ánh sáng lần lượt hiện ra năm thân ảnh trên đài lập tức thu hút sự chú ý của mọi người. Lúc này ai ai cũng đều tập trung vào sự xuất hiện đột ngột của năm người ấy. Không một ai phát giác ra giữa không chung một vùng quang ảnh trong suốt, tựa có tựa không đang lặng lẽ hình thành giữa khoảng không xanh thẳm. Trong năm người vừa mới xuất hiện, mọi người đều nhận ra phong lôi chân quân và kiếm vô trần, kế đó là bồ đề học viện huyền mộc đại sư và phượng hoàng thư viện thải phượng tiên tử. Người còn lại là một hoàng y thiếu nữ chạc 20 tuổi, dáng người nhỏ nhắn, dung nhan tuyệt mỹ mà uy nghiêm thần thánh giống như lăng ba tiên tử, mười phần rực rỡ. Thiếu nữ mình đeo một đai lụa màu vàng, tay phải cầm một ngọc lệnh nhỏ, toàn thân hào quang ẩn hiện, thập phần thần bí. Trong đám đông, Lục Vân nhìn năm người vừa xuất hiện, sắc diện lộ vẻ kinh hãi tột độ. Năm người này gồm cả Kiếm Vô Trần trong đó, tu vi người nào cũng mạnh mẽ thực sự khiến cho Lục Vân kinh sợ. Chàng không tưởng nổi chỉ sau nửa tháng, tu vi của Kiếm Vô Trần lại đột nhiên đại tiến mãnh liệt như vậy. Rõ ràng không còn gì phải nghi ngờ về vị trí Lục viện chi chủ hiện tại của hắn nữa, sợ rằng nếu bàn về tu vi, tìm trong những cao thủ của Lục viện hiện nay không có ai sánh kịp hắn. Còn Phong Lôi Chân Quân Huyền Mộc Đại Sư cùng Thải Phượng Tiên Tử đều từ vân chi pháp giới đến, đương nhiên Tu Vi đã đạt đến cảnh giới thượng thừa quy tiên thì quả không cần phải bàn cãi gì. Nhưng ngay cả Hoàng Y thiếu nữ kia, Lục Vân cũng cảm nhận được toàn thân thiếu nữ ẩn tàng một luồng khí thức cực kỳ cổ quái. Đặc biệt là Ngọc Lệnh hình vuông không rõ xuất xứ trong tay phải thiếu nữ, Lục Vân đã dùng ý niệm thần ba thăm dò, phát giác uy lực của Ngọc Lệnh này cực kỳ mạnh mẽ, tiềm ẩn sức phá hủy vô cùng khủng khiếp. Đồng thời chàng cũng phát hiện tu vi của thiếu nữ cao đến mức không tưởng, Hoàn toàn vượt trội so với Kiếm Vô Trần, so với Phong Lôi Chân Quân cùng ba cao thủ Vân Chi Pháp giới không hề thua kém. Mỉm cười nhìn một lượt các cao thủ có mặt, Phong Lôi Chân Quân lên tiếng. "Mọi người trước tiên hãy yên lặng, ta xin giới thiệu những người bên cạnh ta cho mọi người cùng biết. Đầu tiên là Kiếm Vô Trần, đương kim minh chủ Lục viện. Kế bên ta là Hòa thượng và tiên tử đến từ Vân Chi Pháp giới Huyền Mộc đại sư trước đây xuất thân từ Bồ Đề học viện và thải Phượng tiên tử xuất thân từ Phượng Hoàng thư viện." Còn vị cô nương này là Diệp Tâm Nhi, đương kim minh chủ tam đại phái, xưng là giao chỉ thánh nữ. Chúng ta lần này mời nàng đến đây nhằm trợ lực mọi người vượt qua trường hảo kiếp nhân gian này. Hy vọng với sự tương trợ của tam phái đệ tử cùng liên minh lục Việt, tất cả một lòng phò trợ nhân gian chính đạo. Bây giờ chúng ta trước tiên cử hành nghi thức liên minh, sau đó sẽ luận bàn xử lý các việc khác. Tứ phía mọi người đều kinh ngạc bàn tán, ba vị cao thủ vân chi pháp giới cùng lúc xuất hiện lại có thêm giao trì thánh nữ đường kim minh chủ tam phải thực làm cho người ta không thể không kinh ngạc. Sau một chút ngạc nhiên, đa số cao thủ đều lộ vẻ hoan hỉ, vì với sự xuất hiện của năm đại cao thủ trên, tin rằng trường hạo kiếp này dù khủng khiếp đến đâu, tránh đạo liên minh cũng có đủ lực để đối phó. Vì sự an nguy của mọi giới nhân gian cũng như cơ nghiệp của chính mình, các môn phái đều thấu hiểu trách nhiệm phải cùng ghé vai chung sức đối phó. Định thần lại, Pháp Quả Đại Sư, Thất Huyền chân Nhân, Ngọc Vô Song, Hảo Vân Cư Sĩ, Lý Trường Xuân, Huyền Ngọc Trân Nhân đồng bước lên cùng năm người, xếp thành một vòng tròn chuẩn bị tuyên thệ liên minh. Kiếm vô trần cũng mỉm cười bước đến, cúi đầu chào lục vị trưởng giáo và đứng yên một bên. Phong lôi chân quân cao giọng, nay nhân gian đang phải đối mặt với một trường hạo kiếp, quả là thời khắc nguy hiểm chưa từng có. Sở dĩ thành lập liên minh lần này là để thống nhất mọi người trên dưới một lòng kiên định vì đại sự chung, nên các nghi thức tiến hành không cần phải cầu kỳ. Giờ chúng ta cùng tuyên thệ vì hòa bình của nhân gian, vì lê dân chăm họ, Lục Viện hôm nay tại đây cùng kết minh ước, hợp lực đối kháng yêu ma quỷ quái đang xâm nhập, khôi phục hòa bình cho nhân gian. Đồng thời thống nhất việc điều động, Lục Viện môn hạ một lòng tuân theo sự điều khiển của Minh chủ, toàn lực vì nhân gian cống hiến sức mạnh của mình. Dứt lời, Lục vị trưởng môn đối mắt nhìn nhau đồng thời tuyên thệ, nhắc lại những lời phong lôi chân quân vừa tuyên bố. Kết thúc tuyên thệ, phong lôi chân quân lớn tiếng nói: "Tốt lắm, Lục Viện Liên Minh chính thức thành lập." nay mời minh chủ hiện tại của lục viện kiếm vô trần tiếp thu liên minh kim lệnh. Kiếm vô trần thần sắc nghiêm trang tiến đến trước mặt phong lôi chân quân, từ từ tiếp nhận kim sắc lệnh bài, tay phải cầm kim lệnh dơ lên quá đầu, tức thì tuyên thệ. Hôm nay, ta kiếm vô trần, được sự thương yêu của các vị tiền bối, tiếp nhận chức vị minh chủ lục viện liên minh. Ta tuyên thệ kể từ hôm nay, vô trần nhất định sẽ tận tâm tận lực vì lục viện, vì nhân gian cống hiến tối đa năng lực của mình, chảm yêu trừ ma bảo vệ nhân gian. Vô trần còn trẻ, nếu xử sự, sự, có điều gì không chu đáo, mong mọi người chỉ giáo nhiều. Vô Trần sẽ thành tâm học tập, toàn tâm toàn ý vì thiên hạ bách tính. Bốn phía cất tiếng hoan hô, ngoại trừ dịch viên đệ tử thần tình không được tự nhiên cho lắm, cao thủ các viện các phái còn lại đều hoan hô như sấm, hiển nhiên 10 phần ủng hộ kiếm Vô Trần. Trên đài, lục viện trưởng giáo cùng môn hạ tiến đến chúc mừng kiếm Vô Trần, cả cao thủ tam phái cũng đồng thời cung chúc khiến khung cảnh bất chợt trở nên nhiệt náo phi thường. Trong đám đông đang huyên náo chúc tụng, người của dịch viên ngoại trừ huyền ngọc trân nhân đang nhẹ nhàng nói chuyện môn hạ ai nấy thần sắc đều lãnh đạm hiển nhiên mười phần không cao hứng lục vân quan sát kiến vô trần vẻ mặt trầm mặc không hiểu đang suy nghĩ gì trong đầu bên cạnh ngạo tuyết thấp giọng nói lục vân chàng nghĩ gì vậy phải chăng đang nghĩ đến sự tình về sau lắc nhẹ đầu lục vân thần tình vẫn còn vẻ tư lự nói không ta đang suy nghĩ sự tình trước mắt đây thôi liên minh đã thành lập ta cũng phải ly khai ngay lập tức nếu không sẽ gặp tai họa. Lục viện tụ tập, thiên hạ phân ly, thất giới bắt đầu hỗn loạn, nàng phải ghi nhớ trong đầu, mọi sự về sau đều phải lưu tâm nhiều hơn. Kiếm vô trần lần này tu vi đại tăng, nàng nhớ khuyên cáo Vân Phong không được gây sự với hắn. Hiện giờ trong lục viện, kể cả lục vị trưởng môn trong đó, không ai có tu vi sánh bằng hắn. Thêm vào đó, sau lưng hắn lại có sự ủng hộ của Vân Chi Pháp giới, vì vậy cách tốt nhất là tránh xa hắn ra. Nhẹ nhàng gật đầu, ngạo tuyết ôn nhu đáp, ta minh bạch rồi, ta sẽ cẩn trọng, chỉ hy vọng chàng sớm làm xong chuyện, mau quay trở lại. Đợi chờ vừa là hạnh phúc vừa là đớn đau, chàng chắc cũng hiểu phải không? Không đáp lời, Lục Vân nhìn ngạo tuyết, ánh mắt âu yếm chan chứa tình yêu. Trên đài, mọi người sau khi chúc hạ đều dần dần lùi về sau. Thiếu nữ áo vàng diệp tâm nghi mỉm cười tiến về phía kiếm vô trần, ánh mắt đăm đăm nhìn hắn dịu dàng nói. Chúc mừng chàng, từ giờ chàng đã là minh chủ của lục viện, thủ lĩnh của nhân gian chánh đạo, hy vọng chàng toàn lực làm việc vì nhân gian vì thiên hạ mà nỗ lực tối đa thiếp tin rằng chàng sẽ là một thủ lĩnh tốt có thể dẫn dắt nhân gian chính đạo hóa giải trường tai kiếp này ánh mắt nồng nàn nhìn thiếu nữ kiếm vô trần thần tình hưng phấn rực rỡ toàn thân tràn đầy một khí thế ngạo mạn tự tin nói nàng cứ an tâm ta tuyệt đối không để nàng thất vọng đâu ta nhất định sẽ tận tâm kiệt lực làm tốt công việc sau này chúng ta cùng dẫn dắt lục viện và tam phái phát huy nhân gian chính khí Nhìn kiếm vô trần, Diệp Tâm nghi nở một nụ cười khiến dung nhan trở nên thập phần mỹ lệ, trong nháy mắt làm sướng sờ tất cả mọi người đang có mặt. Thấy sự vui mừng của kiếm vô trần, Diệp Tâm nghi gật đầu mỉm cười. Tốt, chúng ta về sau sẽ liên thủ thể cùng quét sạch quần ma, khôi phục hòa bình cho nhân gian. Chỉ cần đồng lòng thì không có việc gì là không làm được, chắc chắn chúng ta sẽ thành công. Trường 145 vô khả đào tị, cách đó không xa, phong lôi chân quân, Huyền Mục Đại Sư cùng Thải Phượng Tiên Tử nhìn hai người, nhãn thần lộ ra nét tiêu ý. Phong lôi chân quân mỉm cười khẽ giọng nói, kiếm thu quả thật lợi hại, có thể tính toán mọi sự chuẩn xác như vậy thì còn lo gì đại sự không thành. Hiện tại lục viện cùng tam phái đôi bên đã bắt đầu tạo dựng mối liên kết, chỉ cần song phương có không gian hợp tác, mối liên hệ sẽ càng mật thiết, quả là cao minh. Thải Phượng Tiên Tử nhìn Diệp Tâm Nghi, giọng nhẹ nhàng. Cô ta là giao trì thánh nữ, một khi đại sự hoàn thành thì trong tương lai, giao trì tất sẽ toàn lực giúp đỡ, chỉ riêng việc ấy đã là sự tương trợ to lớn cho nhân gian giới. Chỉ là lòng người dễ đổi, đoạn tình cảm ấy sau này có khả năng vĩnh viễn bảo trì hay không, điều này thật khó nói. Nói xong nhìn về phía xa, trong nhãn thần thoáng hiện một tia yêu thương, mất mát. Phong lôi chân quân cùng huyền mục thấy như vậy bèn không bàn thêm gì về chuyện này nữa. Giữa sân, kiếm vô trần nhìn diệp tâm nghi lui về sau, nhãn thần chuyển qua khắp chúng. Khi thấy lục vân, kiếm vô trần khóe miệng nở nụ cười thần bí quỷ dị, tựa hồ ẩn tàng điều gì, dừng lại một chút rồi lại rời mục quang lên mặt ngạo tuyết và thương nguyệt. Nở một nụ cười ngạo mạn, kiếm vô trần tựa hồ như đang thể hiện mình, đáng tiếc là ngạo tuyết và thương nguyệt lại nhìn đi nơi khác, căn bản là không nhìn hắn ta. Thu hồi mục quang, kiếm vô trần toàn thân đột nhiên phát ra một cỗ khí thế uy nghiêm, tức thì toàn trường trở nên yên tĩnh, tất cả chúng nhân đều nhìn hắn. Thấy mục quang mọi người đều nhìn về phía mình, kiếm vô trần bắt đầu nói. Hiện tại lục viễn liên minh cũng đã chính thức được thành lập, chúng ta thân là nhân gian chính đạo nhân sĩ, tự nhiên cũng lấy thiên hạ an nguy làm trách nhiệm. Sở dĩ chúng ta tập trung tại đây là để cùng nhau bàn luận những việc cần làm sau này. Trước mắt, theo tin tức chúng ta vừa nhận được, ma vực tứ giới cao thủ cùng lúc có mặt tại nhân gian. Nhằm tìm ra biện pháp tiêu diệt ma chúng, trước tiên chúng ta có thể tiến hành thu thập tin tức về hành tung ma vật, nơi chúng tụ tập, sau đó toàn lực xuất kích, một lần tiêu diệt toàn bộ nhiệm vụ này giao cho môn hạ đệ tử của lục viện hoàn thành. Để phân bố nhân lực thật tốt, tránh việc hành động riêng rẽ, các lục viện đệ tử tu vi tinh thâm cũng không được đơn độc hành động, phải kết hợp thành một đội ngũ trừ ma chuyên nghiệp. Còn đối với những đệ tử tu vi còn thấp thì thu thập tin tức tình báo cho bọn họ đi hoàn thành. Sau nữa, cao thủ ma vực phân tán nhiều nơi, vì để có thể tiêu diệt được toàn bộ, cao thủ lục viện chúng ta cũng tự phân thành những thế lực, mỗi viện phụ trách một phương, toàn diện phát huy tác dụng của việc liên minh. Về điểm này, Ta định phân mỗi viện trong lục viện tạm thời là một thế lực, lần lượt phụ trách các nhiệm vụ khác nhau, đối phó các ma vật khác nhau. Đương nhiên, nếu gặp ma vực siêu cấp cao thủ, lục viện phải hợp lực tiêu diệt bọn chúng. Thứ ba, nhân gian rộng lớn, kỳ nhân dị sĩ cũng rất nhiều, vì để dự phòng thế lực yêu ma quá cường đại, chúng ta vừa trừ diệt yêu ma, đồng thời cũng phải hết sức tìm đến nhân sĩ chính đạo trong nhân gian, lôi kéo bọn họ gia nhập cùng chúng ta, cũng để kéo đội ngũ chúng ta được mở rộng có thể tiêu diệt yêu ma tốt hơn, trả lại thế giới trong lành tràn ngập ánh sáng. Thứ tư, đối với nhân gian chính đạo mà nói, chúng ta nhất thiết nghiêm khắc đả kích những tà ác chi nhân, tà ác chi sĩ. Vì sự bình yên của nhân gian, có thể trong chúng ta ắt có những kẻ tâm Phật tàng đao, chúng ta phải bằng biện pháp hữu hiệu nhất, trừ diệt đi những kẻ tà ác, đảm bảo bình yên cho nhân gian. Kết lại, ta hy vọng môn Hạ Lục viện đem hết khả năng toàn lực chi trì, mọi người cùng nỗ lực để vươn tới một thế giới hòa bình. Vì hòa bình vì yên lành, chúng ta những người tu chân, nhất định phải chuẩn bị mọi lúc mọi nơi, vì nghĩa hiến thân, vì bách tính hy sinh tính mạng. Khắp xung quanh, không ít cao thủ lên tiếng hoan hô ủng hộ, lục vị trưởng giáo cũng nhìn kiếm vô trần, trong nhãn thần ẩn hiện nét kinh ngạc. Kiếm vô trần tuổi còn trẻ mà có thể nói ra được những lời khí thế cường thịnh, quả thật có cái uy nghiêm của một minh chủ, không thể không làm cho mọi người chấn kinh. Thêm vào, trên thì có vân chi pháp giới ở phía sau hậu thuẫn, nay lại có thêm tu chân giới, kiếm vô trần quả thật khiến lắm người phải sợ hắn. Nhìn quanh chúng nhân, pháp quả đại sư nói, kiếm minh chủ quả thật hùng tâm tráng trí, chỉ ít năm nữa thôi, thật tôi rất sung sướng khi nhận lệnh thi hành. Hiện tại thì liên minh đã thành, chúng ta cũng nên đi vào chi tiết, phân phái nhiệm vụ cho các viện, ngày mai công bố thiên hạ, sớm ngày tìm ra biện pháp không cho ma vật hại người. Kiếm vô trần nghe nói vậy liền khẽ mỉm cười, đưa mắt nhìn về phía phong lôi chân quân bốn người rồi quay đầu nhìn về phía lục vị trưởng giáo, lớn giọng đáp lời đại sư nói như vậy sự tình tạm thời cũng không cấp bách hiện tại chúng ta có một sự kiện thiết yếu mà trong lúc có mặt mọi người ở đây cần phải xử lý cho xong để sau khi xử lý tốt việc này chúng ta quay lại tiến hành thương nghị cũng không muộn chúng nhân không hiểu nhìn về kiếm vô trần hoàn toàn không hiểu được có sự tình gì phải thiết yếu cần xử lý đạo viên thất huyền chân nhân hỏi kiếm minh chủ không biết lại có việc gì cần xử lý hiện tại mọi người đều có ở đây người nên nói ra đi mục quang quét qua mọi người Ánh mắt Kiếm Vô Trần động lại một lúc trước Lục Vân, sau đó Di Khai một quang lớn giọng nói: "Hôm nay là ngày Lục viễn liên minh, cũng là ngày Thiên Hạ Chính Đạo chính thức kết minh. Trong ngày quan trọng này, nhằm giúp mai này chúng ta làm việc được thuận lợi, có thể yên tâm trảm yêu trừ ma, chúng ta trước tiên phải thanh trừ mối họa ẩn tàng trong liên minh, cũng để trừ đi mối hại cho nhân sĩ chính đạo sau này. Mọi người nghe nói có thể không rõ ràng, nhưng mọi người không cần phải lo lắng, chủ yếu nghe tại Hạ Minh chứng, từ từ sẽ tự minh bạch." Hiện tại, chúng ta trước tiên mời dịch viên Lục Vân ra mặt, trước mặt mọi người, giải đáp một việc. Sắc mặt có chút thay đổi, Lục Vân trong lòng thầm than, không ngờ việc này lại đến sớm vậy. Bên cạnh, ngạo tuyết sắc mặt đại biến, đột nhiên ý thức được sự việc. Nắm lấy cánh tay Lục Vân, ngạo tuyết yêu tư nói. Hãy cẩn thận, không kể ra sao, muội vĩnh viễn ủng hộ huynh. Lục Vân nhìn nàng, nhẹ giọng đáp, việc cần đến trước sau cũng đến, trốn tránh không thể giải quyết được vấn đề nhớ phải chú ý tới Vân Phong, không để đệ ấy xuất thủ. Nói xong nhìn về phía những người thân thuộc, phát hiện những người đã cùng hắn từ quỷ vực trở về, từng người sắc mặt đều đại biến, trong mắt hiện ra nét ưu phiền lo lắng. Trong số đó, Vân Phong và Tử Dương chân Nhân là kích động nhất, hai người nhãn thần tức giận vô cùng, hận không thể một cước đá bay kiếm vô trần đi. Huyền Ngọc chân Nhân và Tĩnh Nguyệt Đại Sư nhìn nhau khó hiểu, nhãn thần đầy nghi vấn. Nhẹ nhẹ nhìn lên trời, Lục Vân ngưng thần tập trung nhìn một lúc, sau đó thong thả bước về ra giữa sân, chậm chậm đi đến trước mặt kiếm vô trần mấy thước, Lục Vân điềm đạm nhìn vào hắn ta, thần tình bình tĩnh, tự hồ một chút cũng không có gì lo lắng. Kiếm vô trần nhìn vào Lục Vân cười lạnh, hỏi, nghe nói người hôm qua mới trở về, ta thật rất ngạc nhiên, ta nghĩ tương lai là ngươi không có cơ hội quay về, cũng không nghĩ người thật sự đã trở về. Có lẽ việc này là do ý trời, phải không? Khẽ mỉm cười, Lục Vân nhìn khắp xung quanh, thấy mọi người đều đang nhìn mình, chàng nói ý trời đôi khi không chiều lòng người chỉ có đến lúc cuối cùng mới biết được thiên ý ra sao cái gì là xếp đặt cái gì là vận mệnh cuộc đời chúng ta cũng gặp nhiều tương ngộ người nói là ý trời là vận mệnh sao không chính diện trả lời ngược lại lục vân còn hỏi hắn một câu xung quanh mọi người cùng lúc nhìn lục vân đối với việc hắn là quán quân trong lục viện hội võ thật có cảm giác kỳ quái luận nhân phẩm lục vân khác những gì kiếm vô trần nói luận tu vi hắn ta trước đây từng thắng kiếm vô trần sự hội ngộ của hai con người ưu tú này không biết sẽ ẩn chứa điều gì. Phong lôi chân quân lần đầu nhìn Lục Vân một cách cẩn trọng, hai hàng chân mày khẽ nhíu lại, nhẹ giọng nói. Lục Vân hắn tu vi thật mạnh, vượt xa tuổi tác. Nhẹ nhẹ gật đầu, huyền mục đại sư thấp giọng đáp. Nghe nói trước đây hắn cũng từng đấu nhau với kiếm vô trần, dùng ngũ lôi chính thiên quyết thất truyền ngàn năm đánh bại được thiên kiếm cử quyết, giành được ngôi vị lục viện đệ nhất. Từ điểm này có thể thấy được Lục Vân quả là không đơn giản, hơn nữa, nếu việc này là thật, thân phận hắn ta thật sự rất thần bí. Phong lôi chân quân nghe xong không nói gì, thải phượng tiên tử nhãn thần cổ quái nhìn Lục Vân, lại nhìn Thương Nguyệt, trong ánh mắt có chút lo lắng. Bên cạnh, giao trì thánh nữ Diệp Tâm nghi nhìn Lục Vân, giọng hờ hững. Người này tu vi tuy mạnh, nhưng mà tuyệt đối không phải đối thủ của vô trần. Như nếu đem hai người hiện tại so sánh với nhau, hắn ta thân hoài pháp quyết tả ác, tất sẽ bại. Nhóm phong lôi chân quân ba người nghe nói khẽ gật đầu cười, trong mắt hiện ra một tia tiêu ý. Lạnh lùng nhìn Lục Vân, kiếm vô trần lên tiếng hỏi. Không quản ý trời hay là vận mệnh, khi sinh ra đã có vận may cùng chư thần đứng bên ta, vì vậy ngươi nhất định phải bại trong tay ta. Hiện tại, ngươi cho mọi người biết, ngươi vì sao lại biết được quỷ vực hóa hồn đại pháp. Pháp quyết tà ác ấy của ngươi là học từ nơi nào? Ngươi đến dịch viên là nhằm thực hiện âm mưu quỷ kế gì, ngươi xuất thân từ đâu? chương 146 vạch trần Lục Vân một lời nói ra với ngữ khí kiên định chắc chắn, tức thì chúng nhân lục viện cùng tam phái tại đó ai nấy sắc mặt đại biến, thần tình kinh dị, chú nhãn vào lục vân. Còn nhóm người ngạo tuyết, thương nguyệt, vân phong, phong viễn dương, tất thiên. Những người đã theo lục vân trở về từ quỷ vực, thốt nhiên biến sắc, thần thái vô cùng lo lắng nhìn lục vân. Huyền Ngọc chân Nhân chú tâm nhìn lục vân, sắc mặt chấn động cùng cực. Lão làm sao tưởng tượng được đến việc kiếm vô trần lại nói ra những lời như vậy, thậm chí chưa bao giờ lão nghĩ tới chuyện đó. Mặc dù không muốn chấp nhận, nhưng thâm tâm lão biết rằng, kiếm vô trần dám đứng trước mặt mọi người nói ra những lời này, bên trong nhất định có huyền cơ, nếu không hắn sẽ không mạo hiểm như vậy. Nhìn qua đám người của phong lôi chân quân, thấy thần sắc họ vẫn bình tĩnh, thâm tâm huyền ngọc chân nhân bỗng trùng xuống. Tử dương chân nhân đứng bên lớn tiếng quát mắng, kiếm vô trần, người tốt nhất hãy thu những lời nói hồ ngôn loạn ngữ đó lại, dựa vào cái gì mà người dám nói lục vân biết pháp quyết hóa hồn đại pháp của quỷ tông hắn luôn ở trong dịch viên, đâu thể nào học được loại pháp quyết ác độc đó chứ. Phải chăng trong kỳ lục viện luận võ, người thua mà không phục, nên bây giờ ỷ vào chức vị minh chủ thừa cơ công báo tư thù, người làm như vậy khác gì bọn tiểu nhân ti tiện, hạ lưu. Xung quanh chúng nhân nghe thấy những lời nói đó tất thảy đều nhìn về phía kiếm vô trần. Tử Dương chân Nhân nói ra những lời này không phải là không có đạo lý khiến cho ai cũng phải nghi ngờ. Giữa đại sảnh, kiếm vô trần lặng lẽ cười nhạt một tiếng. Ta thân là minh chủ, khi nói đến chuyện trọng đại này tất nhiên trong tay phải có chứng cứ để mọi người tín phục, khi đó mọi người đều sẽ biết. Cho đến nay, mọi thứ mà hắn làm cho chúng ta chỉ là để che mắt thiên hạ, thực ra hắn mưu kế âm hiểm vô bỉ, tâm hoài phản trắc. Tức thời mọi người lại tập trung nhãn ảnh về phía Lục Vân, hy vọng sẽ phát hiện được chút manh mối từ chàng. Tuy nhiên, ngay lúc này Lục Vân lại lãnh đạm nhìn về phía chân trời, giống như đang trầm tư lại như đang hồi tưởng về điếu gì đó khiến cho mọi người không thể phát hiện ra một chút nghi ngờ nào cả. Tại đại sảnh, nho viên hảo vân cư sĩ thở dài, quan sát lão hữu huyền ngọc chân nhân rồi quay sang kiếm vô trần lên tiếng. Kiếm minh chủ nói lục vân tu luyện pháp quyết hóa hồn đại pháp của quỷ vực, nhưng chúng ta lại không phát hiện ra dấu vết nào khẳng định điều đó. Không biết việc này là do kiếm minh chủ tận mục sở kiến, hay chỉ là nghe người khác nói lại. Nếu vậy thì có thể là có sự lầm lẫn ở đây. Nhìn về phía cao thủ lục viện cùng tam phái, kiếm vô trần trầm giọng đáp. Chuyện mọi người không phát hiện ra là bình thường, nhân vì Lục Vân vốn tâm kế cực kỳ âm hiểm, lại hành động thập phần cẩn mật nên che mắt được mọi người. Tuy sự tình không phải do ta phát hiện, nhưng ta lại có nhân chứng tận mục sở kiến mọi việc tuyệt không thể sai. Chúng nhân nghe nói có nhân chứng nên nhất thời đều nhìn xung quanh, tất cả đều thật sự muốn biết người đã tận mục sở thị Lục Vân thi triển hóa hồn đại pháp là ai. Quan sát một lúc lâu vẫn không có chút động tĩnh nào. Về phần mình, sau khi thu hồi mục quang, Lục Vân quay sang quan sát mọi người, nhãn thần lần lượt nhìn kỹ từng người một cảm nhận được nỗi lo lắng của mọi người, Thâm Tâm chàng cảm thấy dường như sẽ mất mát một điều gì đó thật lớn lao. Nhìn qua Vân Phong, cố gắng khích lệ bản thân nhìn thẳng vào đôi mắt đó, nhãn thần Vân Phong lộ rõ sự ủng hộ và tin tưởng, chàng cảm thấy như được an ủi. Nhưng khi nhìn về phía Tử Dương chân nhân, trong đôi mắt của lão lại lộ rõ vẻ đau khổ, dường như lão đã minh bạch được chuyện gì đó, bởi vì có một số việc mà lão sắp phải đối mặt mặc dù bản thân không muốn. Còn Phong Viễn Dương, Tất Thiên Hứa Khiết thì nhìn Lục Vân với sự quan hoài, trong mắt lộ rõ vẻ bồn chồn. Từ từ dịch chuyển mục quang sang ngạo Tuyết và Thương Nguyệt, trong ánh mắt chàng hàm chứa một nụ cười vi thiếu. Lúc này đây, chàng đã xác định cho dù là chuyện gì xảy ra đi nữa, đều phải do bản thân mình gánh chịu, nhất quyết không được gây bất cứ tổn thương nào cho người mình yêu. Nhìn hai nàng Lục Vân như được an ủi, khóe miệng chàng ẩn hiện một nụ cười hạnh phúc, vận mệnh đã an bài muốn tránh cũng không được. Cái ngày này, sớm đã biết nó sẽ đến vốn chỉ là một khoảnh khắc rồi cũng sẽ trôi qua. Liếc thấy thần tình của Lục Vân, đôi mắt ngạo tuyết bỗng mở đi, đôi dòng lệ trực trào. Tuy đã cố kìm nén nhưng trong thâm tâm nàng lại dấy lên một nỗi bất an, lo lắng theo đó hiện rõ qua đôi mắt. Những ký ức hạnh phúc trước kia bỗng trở về và hiện ra ngay trong khoảnh khắc quý giá này, bởi nàng hiểu rằng, kể từ bây giờ sẽ có nhiều biến cố xảy ra, mọi việc sẽ không còn như xưa nữa. Thương Nguyệt quan sát thiếu dung của Lục Vân, nàng đã minh bạch một điều kể từ bây giờ chàng sẽ không để mình bận lòng vì ngạo tuyết nữa bởi vậy lúc này đây nàng chỉ mỉm cười hờ hứng tuy là hơi miễn cưỡng nhưng vẫn phải cố tỏ ra bình tĩnh bất kể chuyện gì xảy ra đi nữa kết quả có như thế nào chăng nữa thì ngay lúc này nàng cũng cố gắng không làm cho chàng phải phân tâm hy vọng là chàng sẽ không đầu hàng dũng cảm đối diện với tất cả bởi vì trong tim chàng và ngạo tuyết luôn có hình bóng của nhau thản nhiên mỉm cười lục phân nhẹ nhàng chuyển thân ánh mắt hướng vào kiếm vô trần hỏi nhân chứng đâu nếu có hãy kêu ra ta thật muốn diện kiến người đã tận mục sở thị thế rồi lục vân không nói thêm gì nữa thần sắc vẫn tỏ ra bình tĩnh lãnh đạm nhìn kiếm vô trần thần tình vẫn không tỏ ra chút thất thố nào kiếm vô trần định nhãn nhìn lục vân trầm giọng nói định lực của ngươi rất khá khiến cho chúng ta cũng không một chút nghi ngờ bản lĩnh này thật sự rất cao minh đến ta cũng phải kính phục vào lúc này đây chân tướng của ngươi sẽ bị phơi bày mọi bí mật về ngươi đã không còn là thần bí nữa vậy sao ngươi có vẻ rất chắc chắn nhỉ kỳ thật ngươi cũng ẩn giấu rất kỹ không phải sao một nụ cười nhẹ thoáng qua trên gương mặt lục vân hàm chứa một vẻ đầy thần bí khiến cho thâm tâm của kiếm vô trần thoáng kinh động không hiểu những lời lẽ này của hắn đang ám chỉ điều gì đứng gần đó thất huyền chân nhân chờ mãi vẫn không thấy kiếm vô trần cho gọi nhân chứng lên nén không được bèn lên tiếng kiếm minh chủ nếu quả thật có nhân chứng thì xin hãy nhanh chóng mời ra đây để hắn nói rõ sự tình, quả đúng như lời ngài nói thì chúng ta sẽ thương nghị cách giải quyết. Còn như bên trong có sự hiểu lầm thì cũng phải giải thích rõ ràng, tránh gây ngộ nhận giữa đôi bên, dẫn tới những xung đột không đáng có. Lời nói vừa dứt, các vị trưởng giáo tự nhiên đều gật đầu đồng ý, cùng hy vọng có thể giải tỏa được mối nghi vấn lúc này đây. Quay sang nhìn qua các vị trưởng giáo một lượt, kiếm vô Trần thần sắc nghiêm nghị, cao giọng nói: "Tốt thôi, bây giờ ta sẽ cho gọi nhân chứng ra để cùng lục vân hai người đương diện đối chất đến khi chân tướng sự việc được sáng tỏ hy vọng mọi người ở đây có thể cùng nhau công khai bàn luận cách xử lý đồng thời ta cũng hy vọng sau chuyện này huyền ngọc chân nhân có thể tỏ rõ cho giới chính đạo biết thái độ của ngài cho chúng ta một câu trả lời vừa ý kiếm vô trần nhẹ phất tay ba cái ra dấu hiệu rồi hướng về phía lục vân giọng lạnh nhạt lúc này đây ta muốn xem ngươi sẽ làm cách nào để tự thanh minh cho mình còn không đến lúc đó đừng trách ta vì nhân gian chính đạo mà thủ hạ vô tình. Lặng lẽ quan sát kiếm vô trần, Lục Vân trầm giọng đáp. Với ta, người bất tất phải thủ hạ lưu tình, và tất nhiên người cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Về điểm này giữa hai ta không phải đã minh bạch rồi sao? Định mệnh vốn cho chúng ta tương ngộ để chứng kiến xem cuối cùng ai sẽ là người có thể thiếu thiên ngạo địa. Dứt lời, Lục Vân ngước lên nhìn thiên tế, toàn thân ẩn hiện khí thế bá tuyệt thiên hạ. Mọi biểu hiện của Lục Vân đều được chúng nhân quan sát và cảm nhận rõ, khoảnh khắc này trong bản thân mỗi người đều minh bạch một điều, Lục Vân con người này quả thật rất thần bí, so với thường nhân thật sự có rất nhiều điểm khác biệt, bởi vì ở chàng toát lên một khí phách bất phàm, tại đại sảnh lúc này, những biểu hiện của Lục Vân khiến cho quá nửa số người ở đây không thể tin được chàng lại có thể tu luyện pháp quyết hóa hồn đại pháp tả ác, cũng bởi vì họ nghĩ chàng tịnh không phải là loại người như vậy. Thế nhưng trong ngữ khí của kiếm vô trần lại toát lên vẻ kiên định vô cùng, nếu như không phải có sự đảm bảo tuyệt đối, vị tất hắn dám hành động như vậy. Tại đại sảnh, không gian hoàn toàn tĩnh lặng, mọi người ở đây đều mong đợi nhân chứng xuất hiện, hy vọng từ con người này có thể giải tỏa được phần nào nghi vấn trong lòng. Cuối cùng thì thời khắc này cũng tới, ở bên ngoài sảnh đột nhiên xuất hiện một thân ảnh màu trắng, đang từ từ bước vào trong. Nhìn vào con người thần bí này, mọi người đều hiểu, hắn có mối liên hệ không bình thường với Lục Vân. Dõi theo từng cử động của Bạch Y Nhân, trong tâm mỗi người đang dấy lên một sự khẩn trương tột độ, bởi vì ai cũng biết, mọi nghi vấn sắp được giải khai toàn bộ. Rốt cuộc nó có giống với những gì mà Kiếm Vô Trần đã tố giác hay không? Ngay lúc này đây, khi sắp biết được chân tướng sự việc, thần sắc mỗi người đều hiện lên vẻ hoài nghi. Lặng lẽ nhìn Ngọc Tiêu Sinh đi vào, Nhãn Thần Lục Vân chợt lộ ra một tia thở dài. Chuyện này vốn không nằm ngoài dự đoán của chàng, chỉ là chàng không muốn tin vào nó. Tuy nhiên, vào lúc này đây chàng buộc phải chấp nhận thực tế. Phía bên kia, Kiếm Vô Trần cười nhạt nhìn Lục Vân hy vọng có thể phát hiện được chút động tĩnh nào từ chàng thế, nhưng hắn đành phải thất vọng. Bước vào đại sảnh với nụ cười hàm ẩn, Ngọc Tiêu Sinh thản nhiên lên tiếng. "Kiếm huynh hiện giờ đang ở ngôi minh chủ chi vị, tiểu đệ đây thật sự chúc mừng huynh." Nụ cười khẽ nở trên môi, Kiếm Vô Trần đáp, "Ngọc huynh ghé thăm, để có nhiều chuyện cần được thỉnh giáo, hy vọng Ngọc huynh có thể rộng lòng chỉ giáo cho." hiện tại phiền huynh có thể thuật lại những gì có liên quan đến lục vân mà huynh đã chứng kiến cho chư vị ở đây được rõ khẽ gật đầu ánh mắt ngọc tiêu sinh chăm chú nhìn vào lục vân nói chúng ta lại hội ngộ chỉ là ta không thể ngờ ngươi lại chính là quán quân của lục viện hội võ lúc đó quả thật đã thất kính lãnh đạm nhìn hắn nhãn thần lục vân chợt lóe lên một tia thần sắc kỳ dị mặc nhiên không trả lời thấy lục vân không đáp lại ngọc tiêu sinh cũng chẳng buồn để ý quay sang chúng nhân cất lời kính chào chư vị tại hạ là Ngọc Tiêu Sinh, đến từ Minh Tiêu Các. Lần này qua đây, chủ yếu là tại hạ đã vô tình phát hiện được một bí mật, vì sự an nguy của thiên hạ nên tại hạ đành phải lộ diện ở đây để thông chi cho chư vị cùng biết, tránh cho các vị bị lục vân che mắt. Chương 147 Mạc Nhiên Dĩ Đối. O, à, nghe những lời này, Huyền Ngọc Trân nhân trầm giọng, "Ngọc Tiêu Sinh, người nói phải biết cân nhắc kỹ lưỡng, nếu không thành thật, cố tình hồ ngôn loạn ngữ, phỉ báng lục vân, đến lúc đó đừng trách dịch viên ta không nói nhân tình." Thiên kiếm viện Lý Trường Xuân thấy vậy, cũng lên tiếng nói. Huyền Ngọc trưởng giáo không được cố tình đe dọa nhân chứng, hiện tại y còn chưa nói lên sự thật, người làm sao biết y hồ môn loạn ngữ. Dưới bao cặp mắt của vô số cao thủ tại đây, ta đoan chắc hắn không có khả năng và cũng không thể cố tình hãm hại lục vân. Chúng ta hãy để hắn nói rõ toàn bộ sự thật chân tướng, rồi quyết xem lời đó là thật hay giả vẫn chưa muộn. Ngọc Tiêu Sinh hãy tiếp tục nói, có thế nào nói thế đó, không cần kiêng kỵ điều gì nhìn vào ánh mắt đối địch của hai người ngọc tiêu sinh cất lời sự thực là như thế này vài ngày trước tại hạ cùng đồ long môn đồ thiên đi thuyền ngược dòng từ hướng nam kinh giữa đường thì gặp lục vân cùng một thiếu nữ lên thuyền tuy đồng hành tiếp xúc hai ngày nhưng khi đó tại hạ đồ thiên và lục vân đây đều không quen biết cũng không có ý kết giao mọi người chỉ là ngồi trên cùng một con thuyền đến khi rời khỏi cửu giang không xa thì đột nhiên xuất hiện ma vật của ma vực ở sông gây sóng gió lúc đó đồ thiên hiển hiện thân thủ dễ dàng kết liễu ma vật, con thuyền lại tiếp tục đăng trình. Thế nhưng, khi chưa đi được bao xa thì lại gặp phải ma thần viêm huyết của ma vực cản lại. Đồ thiên đại chiến cùng đối phương và bị đánh trọng thương. Tại hạ thấy vậy liền xuất thủ tương trợ và bị ma thần thu thập, cũng thọ trọng thương. Chính vào lúc đó, Lục Vân bất ngờ xuất thủ, cùng ma thần viêm huyết giao chiến. Tiếp đó ma thần viêm huyết vẫn nộ hỏi Lục Vân, làm thế nào mà hắn biết được quỷ vực hóa hồn đại pháp. Lúc ấy tại hạ và đồ thiên đều không truy vấn y. Sau ngày tại Hạ đến Thiên Kiếm viện bàn bạc sự việc, gặp được Kiếm Minh chủ, biết được Lục viện đang chuẩn bị liên minh kháng yêu trừ ma thì Tại Hạ chợt nhớ đến việc này. Xét phải lấy An Nguy Thiên Hạ làm trọng, nhân cơ hội này Tại Hạ cáo tường sự việc, hy vọng các vị đồng minh chính đạo có thể sớm nhận ra, nhằm tránh bất hạnh phát sinh trong tương lai. Bốn bề trở nên yên tĩnh, tất cả ánh mắt đều hướng về Lục Vân, mong chờ chàng có thể giải thích sự việc này. Nhưng Lục Vân chỉ lặng lẽ vọng nhìn về phía chân trời, toàn thân tĩnh lặng, không nói một lời. Khoảnh khắc đó, không ai thấu hiểu được trong tâm chàng đang chứa đựng điều gì, bởi vì từ khuôn mặt của chàng, không thể thấy được chút thần tình kinh hãi nào cả. Cất một tiếng cười lạnh lẽo, Kiếm Vô Trần mở miệng nói: "Lục Vân, đối với sự việc này ngươi có thừa nhận không? Hiện tại tất cả mọi người đều nhìn ngươi, hy vọng rằng ngươi có thể mau chóng giải thích tường tận sự tình. Đương nhiên, nếu ngươi không trả lời, bất quá bọn ta sẽ nhận định sự việc này là thật, đến lúc đó đừng trách bọn ta xử ngươi oan uổng." Thu lại ánh mắt Lục Vân nhìn sang Ngọc Tiêu Sinh, lãnh đạm hỏi. Đồ Thiên có đến không? Cố gắng tránh ánh nhìn của Lục Vân, Ngọc Tiêu Sinh đáp. Đồ Thiên Huynh có việc nên không thể đi cùng ta, lần này chỉ mình ta tới. Sự việc này đến nay đã hoàn toàn minh bạch, người còn chưa nói với mọi người sao. Lạnh lùng nhìn Ngọc Tiêu Sinh, Lục Vân nói giọng đầy thất vọng. Đáng lẽ từ đầu ta không nên xuất thủ cứu ngươi, thật đáng tiếc, người quả kém xa Đồ Thiên, tài năng của y xứng đáng là truyền nhân của Đồ Long Môn, còn ngươi thật không xứng được gọi là truyền nhân của Minh Tiêu Các. Nhìn vào Lục Vân, Ngọc Tiêu Sinh phản ứng. Bất kể ngươi xuất thủ nhằm mục đích gì, thì ngươi thân hoài quỷ vực hóa hồn đại pháp là sự thực, đây là điều ngươi không thể nào chối cãi. Song mục lạnh lẽo, Lục Vân lớn tiếng chất vấn. Thật sao, những lời của ma thần viêm huyết hỏi lúc đó có giống những gì ngươi nói bây giờ không vậy? Đứng bên dịch viên, Vân Phong lúc này đột nhiên phẫn nộ quát lên. Ngọc Tiêu Sinh, ngươi đúng là chó nuôi lớn mà. Lục Vân Huynh hảo ý xuất thủ cứu ngươi, ngươi không những không tri ân báo đáp, lại còn tại đây ác tâm phỉ báng người, thật là đồ hạ lưu vô sỉ. Thứ người như ngươi, dịch viên chúng ta tuyệt không hoan nghênh. Ngươi hãy mau chóng cút đi thật xa, tránh làm ô uế dịch viên thanh tịnh của ta. Toàn thể dịch viên đệ tử nhất tề đồng thanh, lớn tiếng phẫn nộ ép buộc hắn rời khỏi. Kiếm vô trần sắc mặt lạnh lẽo, toàn thân đột nhiên bạo phát một khí thế cường đại, lập tức trấn áp thanh âm tứ phía. Nhìn vào dịch viên đệ tử, kiếm vô trần lớn tiếng quát. Im miệng, Ngọc Tiêu Sinh là do ta mời đến nhằm làm nhân chứng giúp cho mọi người nhận rõ được bộ mặt giả tạo của Lục Vân, làm sao có thể để cho các người đứng đó ngang nhiên nhục mạ. Hiện tại liên minh Lục Viên bước đầu được thành lập, cần phải làm sáng tỏ nguy cơ ẩn trong nội bộ liên minh, đây mới chính là việc đại sự hàng đầu. Nếu ai muốn buông những lời thối tha, bổn minh chủ nhất định nghiêm trị không tha. Lời vừa xuất lập tức làm cho xung quanh im ắng, còn Vân Phong thì bị sư phụ huyền âm chân nhân ngăn cản, không để hắn xuất khẩu tùy ý. Nhìn Vân Phong, Lục Vân khẽ lắc đầu, ý khuyên hắn không được lỗ máng. Quay đầu lạnh lùng nhìn Ngọc Tiêu Sinh, Lục Vân hỏi. Tại sao vậy, ngươi làm điều này vì mục đích gì? Tuy không một lời giải thích tại sao, nhưng biểu hiện bình đạm của Lục Vân làm cho chúng nhân nhất thời không thể khẳng định lời nói của Ngọc Tiêu Sinh là thật hay giả. Ngọc Tiêu Sinh điềm tĩnh nhìn Lục Vân trả lời. Dĩ nhiên là vì nhân gian chính đạo, vì thiên hạ bách tính, ngươi thấy như thế còn chưa đủ sao? Lục Vân không vội trả lời, chỉ nhìn thẳng sâu vào trong mắt hắn, như muốn từ đôi mắt đó thấu hiểu tất cả. Chầm chậm một hồi lâu, Lục Vân khẽ thời dài, nhỏ giọng nói. Là vì Bách Linh, đúng không? Nghe được lời này, thần sắc bình tĩnh trước giờ của Ngọc Tiêu sinh chợt thoáng thay đổi, ánh mắt lóe lên một tia kinh hoàng, gấp giọng phủ nhận. Lục Vân người nói bậy bạ, việc này căn bẻ hoàn toàn không có, người xem ta là loại người gì chứ? Ánh mắt vẫn lạnh lẽo nhìn hắn, Lục Vân tiếp tục hỏi phải hay không phải trong thâm tâm ngươi tự nhiên biết rõ nếu thực sự là không phải hà tất ngươi phải vội vàng phủ nhận như vậy lúc ở trên thuyền ta đã tưởng lầm chuyện ngươi dò xét khí tức của bách linh thành ngươi dò xét ta bởi vậy ta không hề để ý nhưng sau đó ta biết mình đã sai lầm một sai lầm nghiêm trọng hư bất kể ngươi đối phó với ta nhằm mục đích gì ta cũng không quan tâm nhưng ta nói cho ngươi biết nếu ngươi có ý xấu với bách linh ta nhất định sẽ tận diệt minh thiên khắc của ngươi Điểm này Lục Vân ta đã nói được là làm được, người phải nhớ cho kỹ. Lời vừa nói dứt, toàn thân Lục Vân đột nhiên bạo phát một khí thế cương mãnh vô song, tức thời làm thân thể Ngọc Tiêu Sinh chấn động, khuôn mặt tuấn tú trở nên thất sắc, không thể chống đỡ, thổ ra một đạo tiên huyết. Xung quanh, tất cả mọi người đều bị khí thế của Lục Vân làm kinh động. Kiếm vô trần thần sắc thay đổi, vừa lập tức đến bên Ngọc Tiêu Sinh tương trợ, vừa lớn giọng quát. Lục Vân, người muốn sát nhân diệt khẩu, tiêu diệt nhân chứng, có đúng hay không? ngươi thực sự hấp tấp trước mặt mọi người ở đây mà dám ra tay xuất thủ hiện tại ngươi còn lời gì để nói đây lạnh lùng nhìn kiếm vô trần lục vân bình thản đáp trả ta có điều gì cần phải nói cần phải giải thích sao hắn tại sao làm điều này tin rằng ngươi rõ ràng hơn ta lúc nãy ta chỉ cảnh cáo hắn đó là việc giữa ta và hắn với ngươi hoàn toàn không quan hệ nếu ta có ý sát nhân diệt khẩu hiện tại hắn sớm đã không còn tồn tại có điều không phải hắn vẫn còn thở đó hay sao kiếm vô trần người ăn nói phải chú ý một chút cái chức vị minh chủ không phải dễ làm đâu rồi có một ngày việc vân chi pháp giới chọn ngươi làm minh chủ sẽ trở thành sự hối hận thống kiếp lục vân nói xong liền quay đầu hướng về phía vân phong và ngạo tuyết bước lại bên cạnh họ không để ý đến kiếm vô trần kiếm vô trần sắc mặt đại biến việc làm này của lục vân trước mặt chúng nhân hoàn toàn không để lại cho hắn chút thể diện nào làm sao hắn không phẫn nộ cho được hướng nhìn lục vân đầy ác ý kiếm vô trần quát lên Huyền Ngọc trưởng giáo, ông quản giáo môn hạ như thế này sao? Lần này chứng cứ đã rành rành ngay trước mắt, tất cả mọi người đều nghe thấy, đâu thể để cho Lục Vân Y chối cãi. Ông cần cho mọi người một câu trả lời thỏa đáng, nếu tất cả đều đồng ý thì mọi sự kết thúc, bằng nếu tại nơi đây vẫn còn có người không phục, thì việc này quyết không bỏ qua. Huyền Ngọc Trân Nhân nhìn về phía vân chi pháp giới tam đại cao thủ cùng kiếm vô trần đang nộ khí đằng đằng, hờ hững nói. Kiếm minh chủ, người cho rằng ta phải quản giáo thuộc hạ như thế nào? hay khi đối diện với minh chủ thì đều phải ngoan ngoãn phục tùng, người nói sao thì biết vậy, cả việc từ không nói thành có cũng phải nhận hay sao. Người nói chứng cứ ở chỗ nào, cả nửa ngày trời ta cũng chỉ nghe ra được Ngọc Tiêu sinh vì một người con gái mà cố ý hãm hại Lục Vân, với những lời như vậy, ta buộc phải chấp nhận nó là sự thật hay sao. Không tưởng được thái độ của huyền Ngọc chân Nhân lại cường ngạnh như vậy, các cao thủ của Lục Viện Tam Phái, với vân chi pháp giới tam vị cao thủ và diệp tâm nghi, tất cả đều biến sắc. Chứng kiến sự việc dần trở nên xấu đi, đạo viên thất huyền chân nhân bước lên phía trước cố gắng thuyết phục, nhẹ giọng Mọi người xin bớt tranh cãi, việc này từ từ rồi xử lý, không nên làm tổn thương đến hòa khí. Hôm nay, Liên minh lục viện vừa mới thành lập mà đã dẫn đến huyên náo thì thật là không hay. Ngày sau việc này truyền đến tai các cao thủ ma vực, chúng ta làm sao thoát khỏi cảnh bị chê cười. Mọi người mỗi bên hãy nhường một bước, bình tĩnh ngồi lại, từ từ giải quyết việc này, hiện tại trước tiên nên bớt chút lời và điềm tĩnh lại. chương 148 huyền thiên giám hiện, nho viên hạo vân cư sĩ cũng tiến ra giữa sân, mở lời thuyết phục. Kiếm minh chủ không nên tức giận, việc đến nước này, hiện tại mọi người nhất thời cũng không phân biệt được ai đúng ai sai. Thân sắc của Ngọc Tiêu Xanh khi nãy mọi người đều thấy, khó trách người khác nghi ngờ hắn có dụng tâm riêng, điểm này sợ khó thuyết phục được mọi người. Nhìn vào tình hình trước mắt, thiết nghĩ nên tạm gác lại sự việc chưa rõ ràng này, trừ phi kiếm minh chủ đưa ra bằng chứng thuyết phục hơn bằng không khó làm cho mọi người tin phục phất tay một cách dứt khoát kiếm vô trần giận dữ nhìn về phía lục vân lãnh khóc nói nếu mọi người vẫn chưa tin nhưng lời này vậy ta khiến mọi người tâm phục khẩu phục để xem khi đó các người giao phó ra sao huyền ngọc trưởng giáo ông nên chú ý cho kỹ một khi chứng thật được lục vân đích thực biết hóa hồn đại pháp ông sẽ giao phó như thế nào lạnh lùng nhìn kiếm vô trần huyền ngọc chân nhân nói nếu việc đó là thật tự ta biết cách giao phó với mọi người. Tốt, nếu như ông đã nói như vậy, không sợ ông sau này không nhận sai. Hiện tại xin mời lục viện trưởng giáo và đại biểu tam phái cùng ra giữa, đồng thời lục vân cũng phải ra, chúng ta cùng vạch trần cái bí mật này. Kiếm vô trần nói xong, toàn thân phát ra một khí thế uy nghiêm, tĩnh lặng nhìn quang chúng nhân. Các cao thủ tại trường nghe thấy thế đều ngạc nhiên tập trung nhìn vào kiếm vô trần, không minh bạch được trong hồ lô của hắn đang chứa những gì. Đại biểu của tam phái gồm Kim Cương Thánh Phật, chiến tâm tôn giả, thiên thương đạo trưởng và lục viện trưởng giáo cùng tiến ra giữa, mỗi người vây quanh thành vòng tròn, im lặng nhìn vào kiếm vô trần. Giữa đám người dịch viên, lục vân cùng vân phong, ngạo tuyết và tử dương chân nhân quay sang nói mấy câu, rồi cũng động thân tiến ra giữa. Khi tất cả mọi người đã đông đủ, kiếm vô trần quay người đi đến bên cạnh thải phượng tiên tử, nhẹ nhàng lấy từ tay bà một vật, rồi lập tức về lại chỗ cũ. Đưa mắt nhìn quanh, Kiếm Vô Trần đưa ra vật đang cầm trong tay, chỉ thấy đó là một quả cầu bằng ngọc trong suốt được cố định một cách tinh xảo trên một cái giá bằng ngọc. Ngọc tỏa hình tứ phương, quanh thân điêu khắc những hoa văn thần bí, có vẻ là một tứ tượng kỳ trận. Ánh sáng xuyên qua ngọc cầu phản xạ ra vô số các quang hoa mỹ lệ, vô cùng kỳ diệu, làm những người khác khi thấy qua đều biết rằng đây quyết không phải là vật tầm thường. Các cao thủ khi nhìn qua vật này, đại biểu tam phái tức thì kêu nhẹ lên một tiếng, biểu hiện có phần kinh ngạc, còn lục viện trưởng giáo thì thần sắc nghi hoặc không biết được đây là vậy gì. Không hề có một lời giải thích, kiếm vô trần nói. Mọi người hãy xem cho kỹ, hy vọng rằng đến lúc ấy, ai cũng nhận ra điểm sai lầm, nếu không thì ta thật rất lấy làm tiếc xê. Nói xong, chỉ thấy tay phải kiếm vô trần lóe lên một đạo tử quang, đạo quang hóa đó xuyên qua ngọc cầu, ngưng tụ lại không quá ba thốn quanh cái giá ngọc thần kỳ, rồi lập tức lớn ra gấn 10 lần, nổi lên trên không trước mắt mọi người, chúng nhân ngạc nhiên, không tưởng được vật này lại có khả năng biến hóa to nhỏ như vậy quả thật rất là kỳ dị. Cẩn thận nhìn vào ngọc cầu trong suốt ấy chỉ thấy quang hoa lưu chuyển, vô số các đạo quang ảnh từ từ hình thành nên một cảnh tượng càng lúc càng rõ. Lục Phân nhìn vào đồ án trước mặt, trong đó là cảnh cái ngày mà chàng đấu với ma thần viêm huyết tại Trường Giang, tất cả hiện lên trên bề mặt quang cầu rất sống động làm chàng trong lòng bất giác chấn kinh. bất kể là hình ảnh hay thanh âm, tất cả đều rất rõ ràng, làm cho mọi người tại đây như đang đứng trong cảnh đó tận mắt chứng kiến, không thể nào phủ nhận sau khi tất cả mọi người đều thấy kiếm vô trần thu hồi vật thần kỳ đó lại lạnh giọng nói hiện tại tất cả đều đã thấy rõ có còn điều gì không minh bạch hoặc giả không tin tưởng hay không huyền ngọc trưởng giáo ông đã thấy rõ ràng bây giờ thử hỏi ông nên giao phó thế nào đây âm thầm liếc mắt nhìn lục phân rồi ánh mắt của huyền ngọc chân nhân lướt qua khuôn mặt của từng người cuối cùng trầm giọng đáp thấy thì đã thấy rõ nhưng mà từ tình huống vừa rồi ta chỉ thấy được rằng khi đó mà thần viêm huyết cũng không dám khẳng định đích thực Lục Vân đã thi triển hóa hồn đại pháp hay không. Cho nên điều này cũng không thể khẳng định được Lục Vân thân hoài quỷ vực hóa hồn đại pháp. Đồng thời, hắn thi triển pháp quyết gì, ngay đến chúng ta cũng không rõ lai lịch, phải hay không trong đó có ẩn tàng huyền cơ, đây là điểm mà ta vẫn còn hoài nghi. Sắc mặt lạnh lẽo, kiếm vô trần tức giận nói, huyền ngọc trưởng giáo, ông không cần tiếp tục cố tỏ ra che chở cho môn hạ Lục Vân của các người, mặc dù lần đó ma thần viêm huyết chưa khẳng định đích thực có phải lục vân thi triển hóa hồn đại pháp hay không nhưng với tu vi của ma thần thì sao có thể sai lầm được hơn nữa vào lúc đó lục vân nếu không phải thi triển hóa hồn đại pháp người bảo hắn xem hắn đã dùng pháp quyết gì có thể làm ma thần viêm huyết kinh sợ tháo lui còn như vật trong tay ta đây đó chính là đệ nhất thần khí trong đại la chư thiên nhị thập tứ thần khí huyền thiên giám há có khả năng là tùy ý làm giả hay sao huyền ngọc trân nhân nghe vậy cũng không biết nói sao còn lục vân khi nghe đến danh tự huyền thiên giám tức thì chấn động trong tâm hiện tại trung quy chàng đã minh bạch câu ma long xuất nại hà hiện huyền thiên giám nhiễm trần duyên nguyên lai hai câu cuối đó thì ra là chỉ bản thân mình ngẩng đầu nhìn về phía chân trời cặp mắt lục vân ánh lên sự hoài nghi phải chăng ông trời đang trừng phạt lên thân chàng hay không có lẽ nếu không sao việc này lại xảy ra ngẫm lại trước giờ con đường chàng đi đều quá thuận lợi có lẽ lần này chính là phải trải qua kiếp nạn nở nụ cười kiêu ngạo Lục Vân không hề lùi bước, nếu đây quả thực là do Thượng Thiên An bày, càng phải nỗ lực chống chọi đến cùng. Nếu muốn tung hoành thiên hạ, tùy tâm sở dục, lẽ dĩ nhiên phải không sợ gian nan, toàn lực phản kháng. Thấy Huyền Ngọc Trân Nhân không nói gì, Lý Trường Xuân hỏi. Thế nào, Huyền Ngọc Trân Nhân có phải không muốn chấp nhận sự thật, cố tình trì hoãn hồi đáp? Hiện tại mọi việc đã rõ, Lục Vân cũng không có lời giải thích, đây chẳng phải đã minh chứng tất cả sao. Gần đó, Hạo Vân sư sĩ nhỏ giọng nói. Lời nói nãy giờ không hề có ý như thế, tất cả chỉ là suy đoạn của mọi người mà thôi. Pháp quyết lục vân thi triển không nhất định phải là hóa hồn đại pháp. Chính như kiếm minh chủ đã nói, ma thần tu vi thâm hậu, kiến văn rộng lớn, nhưng tại sao hắn cũng không thể khẳng định được lục vân chính thực thi triển hóa hồn đại pháp, điều này không phải đã giải thích hắn cũng không dám khẳng định sao. Huống chúng ta cũng chỉ là suy đoán, Lý Trường Xuân nghe thế nhất thời nghịch ra, không tưởng được ngữ khí của hạo vân cư sĩ lại sắc bén như thế, một câu cũng không phản bác được. Bên cạnh, kiếm vô trần hờ hững nhìn hảo vân cư sĩ, nói bằng một giọng lạnh lùng. Tuy là sự suy đoán nhưng lục vân hiện tại không hề lên tiếng giải thích điều gì, chẳng phải đã có thể nói khi ấy hắn thi triển chính là hóa hồn đại pháp hay sao. Về điểm này, miễn là hắn có thể cho mọi người một câu trả lời thuyết phục, tự ta sẽ không làm khó hắn. Còn nếu không thể nói được lý do tại sao, dĩ nhiên hắn sẽ không chạy thoát khỏi kiếp số. Không để ý đến ánh mắt của mọi người, lục vân vẫn ngước nhìn đám mây trắng trên cao một con người cô độc đang đứng suy tư về điều gì đó đến khi huyền ngọc chân nhân không thể hỏi được chàng điều gì nữa chàng quay đầu nhìn vào mọi người nói lúc này phải hay không phải trong tâm hắn không phải đều như nhau cả hay sao bất kể ta giải thích như thế nào hắn đều không dễ dàng buông tay nếu đã như vậy ta thừa nhận thì đã sao dịch viên là nơi ta sẽ không thể nào quên được trong cuộc đời này bất luận đi đến nơi nào ta sẽ vĩnh viễn không quên hai năm trôi qua có rất nhiều chuyện đáng để ta hồi tưởng lại và có lẽ đã đến lúc ta ra đi nói xong lục vân quay người bước về phía ngạo tuyết và vân phong nhìn theo bóng lục vân trong mắt huyền ngọc chân nhân lộ ra một tia thương cảm bất kể lục vân biết hóa hồn đại pháp hay không ông hiểu rằng ít nhất lục vân quyết không phải kẻ xấu chỉ là có một số sự việc thâm tâm biết được cũng vô dụng đành phó mặc cho sự việc diễn ra vậy bên cạnh hảo vân cư sĩ vỗ nhẹ vai ông khe khẽ thở dài cũng không biết phải làm gì kim cương thánh phật chiến tâm tôn giả cùng thiên thương đạo trưởng nhìn theo bóng lục vân trong tâm nảy sinh một cảm giác kỳ lạ tựa hồ như trong thời khắc này sự thừa nhận của lục vân là do không thể phản bác được kiếm vô trần khiến cho trong tiềm thức của mọi người đều có cảm giác đồng tình cho dù hắn có thật sự biết được pháp quyết tà ác đó hay không thì biểu hiện của hắn trong lúc này thật sự đã khiến cho tâm mọi người sinh lòng bất nhẫn lạnh lùng nhìn vào bóng lưng lục vân kiếm vô trần tiếp tục bước vấn huyền ngọc huyền ngọc trưởng giáo hiện tại lục vân đã tự mình thừa nhận ông còn gì để nói hay không bây giờ chắc hẳn ông phải giao phó với mọi người rồi chứ ông nói xem ông định xử chuyện này ra sao quay đầu nhìn hắn huyền ngọc trân nhân lãnh đạm đáp lại người nghĩ nên xử lý thế nào người muốn làm thế nào mới vừa ý đây một lần nữa kiếm vô trần nghe những lời châm chọc của huyền ngọc trân nhân thần sắc vẫn nộ quát lớn vì hòa bình của nhân gian, những người thân hoài tuyệt kỹ tà ác cũng là loại âm hiểm rào trá, dĩ nhiên là vạn lần bất sung. Hiện nay, hạo kiếp của thiên hạ đã tới gần, để diệt trừ tất cả sự tà ác, quyết không để lục vân tồn tại trên đời này, di hại đến chúng sinh. Tức giận nhìn sang kiếm vô trần, huyền ngọc chân nhân lạnh giọng nói. Tâm địa của kiếm minh chủ tàn độc như vậy, thật không thể hiểu được tại sao vân chi pháp giới lại chọn người làm minh chủ. Ý của ngươi, dịch viên ta không thể hoàn thành, bất kể thế nào thì hiện tại Lục Vân chưa làm gì gây nguy hại đến ai. Bởi thế việc này, ta tuyệt không chấp nhận. Nói xong, ông lạnh lùng quay người đi về phía môn hạ của mình. mươi 149 Lục Vân bị đuổi, nhìn theo bóng huyền ngọc chân nhân vừa rời khỏi, hạo vân cư sĩ khẽ thở dài rồi cũng đi theo ra ngoài. Còn lại pháp quả đại sư nhẹ niệm một tiếng Phật hiệu, lặng yên quan sát kiếm vô trần, lúc bấy giờ vẫn đang cùng mọi người đứng nguyên tại vị trí. Thân sắc cực kỳ phẫn nộ, kiếm vô trần nhìn mọi người một lượt, trầm giọng nói. Mọi người nói hiện tại nên xử lý Lục Vân như thế nào? Hắn ta thân mang tả ác, lại giấu giếm không nói ra, tương lai hắn nhất định là một tai họa. Vì sự yên bình của thiên hạ, hôm nay bất luận thế nào chúng ta cũng không thể buông tha cho hắn. Lý Trường Xuân đưa mắt nhìn thất huyền chân nhân cùng pháp quả đại sư, thấy hai người yên lặng không nói gì, liền cất lời. Vấn đề này thực sự không thể coi nhẹ được, giờ đây thiên hạ đại loạn, ma vật tung hoành nhân gian, thiết nghĩ nên lấy đại cục làm trọng, hy sinh một lục vân mà có thể vãn hồi được sự yên bình cho nhân gian, vậy cũng đáng lắm. Trước mắt, việc cần thiết là thuyết phục Huyền Ngọc Trân Nhân đồng ý mở miệng giao lục vân ra để chúng ta tiện bề xử lý. Bây giờ chúng ta cùng tới hỏi xem ông ta có chịu giao người hay không. Im lặng không nói gì, thất huyền chân nhân đưa mắt nhìn sư phụ, thấy ông ta gật đầu, liền chuyển thân đi theo Lý Trường Xuân. Riêng pháp quả đại sư, nhìn thấy huyền mục đại sư nhẹ nhẹ gật đầu, không nhịn được thở dài một tiếng, chậm rãi đi về phía huyền ngọc chân nhân cao thủ ba phái còn lại cũng theo sau kiếm vô trần cùng lúc đi tới nhóm người dịch viên, chuẩn bị bức bách Huyền Ngọc Trân Nhân giao lục vân ra. Lạnh nhạt nhìn cao thủ các viện tiến tới, Huyền Ngọc Trân Nhân thần sắc ngưng trọng, chữ ánh mắt lóe sáng, thần tình tuyệt không chút biểu hiện. Nhìn qua lục vân, thấy hắn đang thản nhiên cười nhẹ trấn an mọi người trong dịch viên, Huyền Ngọc Trân Nhân không nén được tâm trạng bi thương. Sự việc của lục vân theo lý mà xét, bảo lớn thì không phải lớn, bảo nhỏ thì không phải nhỏ, nếu nói cho tới cùng, căn bản là sự việc cũng không quan trọng nhưng điều tồi tệ nhất kiếm vô trần hiện tại là minh chủ giữa hai người lại có cửu hận với nhau kiếm vô trần đang nắm quyền lực trong tay ông có muốn bênh vực lục phân kiểu gì cũng không được huyền ngọc chân nhân một tay khó vỗ nên kêu thực là lực bất tòng tâm nhìn cao thủ các phái đang tiến lại gần tử dương chân nhân lúc này kích động dị thường nét mặt kiên nghị nói đã có vi sư ở đây con không phải sợ bọn chúng trừ phi ta chết bằng không ta tuyệt đối không cho phép bất cứ ai làm tổn thương đến con lục vân nghe xong liền nhìn tử dương chân nhân giọng nói đứt quãng đạo lý trên đời nhất tự vi sư sau này dù có xảy ra bất cứ chuyện gì trong tim con người vẫn vĩnh viễn là sư phụ sự việc đã đến nước này hãy cứ để bọn họ phán xét sư phụ người đừng nên can thiệp cuộc đời con không giống những người khác con đã trải qua những việc mà người thường chưa hề biết tới việc này nào có đáng kể gì lần này dù mọi việc xảy ra thế nào Xin sư phụ cùng Vân Phong kiềm chế, ngàn vạn lần đừng nên xuất thủ, tránh việc kiếm vô trần tận dụng cơ hội làm giảm uy thế dịch viên chúng ta. Theo con, mọi người đừng nên coi trọng việc này, lần này con trở về cũng chính là để cáo biệt mọi người, không ngờ lại gặp chuyện này khiến cho mọi người lâm vào cảnh khó xử. Ngoài kia, Lý Trường Xuân, Thất Huyền chân nhân, Pháp Quả đại sư đang cùng Huyền Ngọc chân nhân thương nghị xử lý sự việc của Lục Vân. Nói là thương nghị, kỳ thực là bước bách tới cùng. Huyền Ngọc chân nhân vừa phẫn nộ vừa lo lắng, tâm trí bối rối vô cùng, vì cơ nghiệp nghìn năm của dịch viên, vì sự bình yên của dịch viên, lại càng không thể nhượng bộ, nỗ lực tranh đấu đến cùng. Lục Vân quay lại nhìn Lâm Vân Phong, nở nụ cười, nhẹ giọng nói. Không cần phải thương tâm, cuối cùng xem ra huynh phải đi thôi, ngày hôm nay huynh đi, ngày sau nhất định sẽ có cơ hội gặp lại. Hiện tại tu vi của đệ đã đạt tới mức giới hạn, nếu muốn tiến thêm nữa, tất yếu âm dương pháp quyết phải có bước đột phá. Đệ không còn nhỏ nữa, sau này cũng phải lập gia đình, nhớ từ giờ về sau trước khi tu luyện âm dương pháp quyết tới mức đại thành, đừng nên cùng với kiếm vô trần liều mạng. Hiện tại trên thân hắn ta tồn tại cỗ khí thức thập phần tà dị, lục viện xem ra không có người nào có khả năng đấu lại hắn ta, mọi người đều phải giữ bình ổn. Lục viện tụ, thiên hạ ly, thất giới sắp gặp nạn tai. Có gặp sự nguy hiểm gì, hãy nhớ tìm huynh tại trốn nhân gian, huynh sẽ đem hết khả năng giúp mọi người. Lưỡng lửa cùng yêu tư đều biểu hiện rõ trên khuôn mặt mọi người. Sự việc tới nước này, nói không phải chẳng qua là dối mình dối người nhưng ai có thể dứt tình như vậy lâm vân phong nắm chặt hữu thủ lục vân ngàn vạn lời dặn dò huynh phải cẩn thận đó không đấu được thì chạy không được xung đột cùng hắn ta trước tiên hãy tránh đi đợi sự việc qua rồi huynh hãy trở về chúng tôi vĩnh viễn chào đón huynh trương ngạo tuyết đứng yên nhìn lục vân vô vàn quan tâm lẫn nhu tình thu cả vào trong ánh mắt không cần lên tiếng không nói thêm lời tất cả đều đã lưu vào trong tâm trí mặc dù trong lòng lục vân thập phần khổ sở nhưng bản thân vẫn cười vui vẻ với người khác bởi hắn là lục vân tuyệt đối không bao giờ lùi bước trước khó khăn dù cho phán xét thế nào hắn cũng không chịu khuất phục quyết tranh đấu cùng thiên mệnh huynh phải đi thôi thời gian không còn nữa rồi mọi người hãy bảo trọng sau này có dịp huynh trở lại hy vọng mọi người mọi việc vẫn tốt đẹp là huynh vui mừng rồi nói xong quay người bước tới bên cạnh huyền ngọc trân nhân nhìn theo sau bóng lục vân lâm vân phong nhẹ lên tiếng chúc bảo trọng nhé, bằng hữu tốt nhất trong đời của đệ, hy vọng huynh mọi thứ thuận lợi. Sau này gặp lại, mọi người chúng tôi hy vọng nhìn thấy huynh vẫn được bình an, lúc đó mọi người mới yên tâm được. Lục Vân không quay lại, cũng không một tiếng trả lời, có lẽ vì lúc này bản thân đau đớn thương tâm, không dám đối diện với mọi người. Ngoài kia, Kiếm Vô Trần đưa mắt nhìn Lục Vân, sau đó lại chuyển cái nhìn sang Huyền Ngọc chân nhân, trầm giọng nói: "Huyền Ngọc trưởng giáo, hiện tại ngài quyết định thế nào, hãy tuyên bố đi." chúng tôi không có nhiều thời gian cùng ngài chu toàn mọi việc. Thương cảm đưa mắt nhìn Lục Vân, Huyền Ngọc chân Nhân cười khổ, nhẹ giọng nói. Hiện tại, ta dùng thân phận dịch viên trưởng giáo tuyên bố, đệ tử Lục Vân môn hạ dịch viên, kể từ lúc này, bị trục xuất khỏi dịch viên môn, về sau không xem là đệ tử dịch viên, mọi việc của hắn đối với dịch viên vô can. Lời vừa phát ra, tất cả mọi cao thủ thần sắc chợt biến, tựa hồ không tưởng được Huyền Ngọc chân Nhân lại ra một quyết định thế này. Dịch viên môn hạ đồng thanh kinh hô, lớn tiếng cầu xin huyền ngọc chân nhân thu hồi mệnh lệnh. Xin người đừng thể làm như vậy, không thể làm vậy được, người không thể làm vậy. Xin người hãy thu hồi mệnh lệnh đó, tất cả chúng tôi nguyện ý thay Lục Vân nhận lấy trách nhiệm, chịu mọi trách phạt theo môn quy. Tử Dương chân nhân, Lâm Vân Phong, Ngạo Tuyết, Phong Viễn Dương, Lý Hoành Phi cùng lớn tiếng cầu xin, còn Càn Nguyên chân nhân cười thảm một tiếng, Tĩnh Nguyệt đại sư thở ơ cúi đầu, Huyền Âm chân nhân ngửa mặt nhìn trời. Nhìn môn hạ chúng nhân, Huyền Ngọc chân nhân thần sắc ảm đạm, Im lặng lắc đầu. Vào lúc này, bản thân lão do cường lực bên ngoài bức bách, nhằm vào lòng trung thành của lão với môn phái, cuối cùng đã đạt được mục đích. Cân nhắc nặng nhẹ mọi việc, đành để Lục Vân cho Tạo Hóa an bài. Ít ra làm vậy, ông cũng để Lục Vân được tự do, giúp cho hắn không phải chịu sự bó buộc nào, có thể thoải mái phóng tay đấu tranh cùng thiên mệnh. Thân hình đột dừng, Lục Vân nhìn Huyền Ngọc chân nhân, khuôn mặt lộ thần sắc thảm não. Quyết định của Huyền Ngọc chân nhân hắn kỳ thật đã đoán trước được chỉ là tạm thời không kìm nổi đau đớn trong lòng, mất đi dáng tĩnh lặng lúc trước. Lặng lẽ gật đầu, Lục Vân nhẹ giọng, cảm tạ sư bá, mặc dù đây có thể là lần cuối cùng gọi người như vậy, nhưng con vẫn phải nói, sống và tu luyện tại dịch viên trong hai năm là khoảng ký ức đẹp, suốt đời con không thể quên. Dù tương lai có gặp việc gì nghiêm trọng, có thay đổi thế nào, những hồi ức này quyết không vì thời gian trôi qua mà thay đổi. Nhìn Lục Vân, Huyền Ngọc chân Nhân khó khăn lắm mới thốt ra hai từ, bảo trọng. Ngoài ra lão không nói gì thêm, quay đầu đi vào phòng nghỉ, cũng không hề nhìn lại Lục Vân một lần nào nữa. Lúc này đây, trong lòng lão vô cùng đau đớn, tiếc là lại không thể bộc lộ. Dịch viên ngàn năm mới gặp một kỳ tài, bây giờ lại phải từ bỏ. Dịch viên về sau này còn chút hy vọng nào chăng, có lẽ chỉ đành đợi thời gian trả lời mà thôi. Sau cùng mọi việc cũng đã kết thúc, mọi người đều hiểu, Lục Vân và Kiếm Vô Trần sẽ có một trận quyết chiến, chỉ là dịch viên có cùng tham chiến đối phó Lục Vân hay không mà thôi chương 150 tự tương mâu thuẫn, kinh ngạc nhìn về phía huyền Ngọc chân Nhân cao thủ các phái cùng lúc đã hiểu ra, từ thời khắc này huyền Ngọc chân Nhân đã chính thức trục xuất Lục Vân khỏi dịch viên. Bây giờ Lục Vân đã hoàn toàn bị cô lập, không thân thích cũng không có ai hỗ trợ, cũng sẽ không một ai lên tiếng trợ giúp. Đồng thời, đối với lời nói của Lục Vân phải có sự cân nhắc, giống như đã có một sự ràng buộc nên không thể tùy tâm hành sự. Kiếm vô trần nhãn thần lạnh lẽo nhìn huyền Ngọc chân Nhân, trầm giọng nói như vậy là huyền ngọc trưởng giáo đã chịu nhận, còn như muốn trốn tránh trách nhiệm cũng nên trốn tránh luôn việc này. Huyền ngọc trưởng giáo đích thực cao minh, giận dữ chừng mắt nhìn kiếm vô trần, huyền ngọc chân nhân giọng lạnh nhạt. Kiếm minh chủ đúng là có cái uy của minh chủ, trước là bức bách lục vân thừa nhận sự việc đã xảy ra, sau là uy hiếp bắt dịch viên ta phải nhận tội không cách nào trái lệnh. Hiện tại Lục Vân đã không còn là dịch viên đệ tử dĩ nhiên dịch viên ta cũng không có quyền tra hỏi, kiếm minh chủ trước đây có thủ với y giờ có thể giải quyết. Ngài nắm trong tay quyền lực, yêu ghét, chính phản, công báo tư cửu đều có thể giải quyết thật đơn giản. Nghe những lời nói như vậy sắc mặt kiếm vô trần tỏ ra giận giữ hắn tựa muốn hét to lên, nhưng ngay lúc đó đạo viên thất huyền chân nhân đột nhiên khai khẩu đưa câu chuyện sang hướng khác. Mọi người không nên làm tổn thương hòa khí. Hiện tại Lục Vân đã không còn là dịch viên đệ tử, mọi sự sẽ do Lục Viện liên minh xử lý, miễn sao mọi người đừng nên tranh cãi nhau trong khi cuộc chiến đang gần kề. Nghe vậy, Lý Trường Xuân với pháp quả đại sư liền khuyên nhủ kiếm vô trần tạm thời ngừng truy hỏi dịch viên, ngay lúc ấy Hạo Vân cư sĩ đã kéo Huyền Ngọc chân nhân bước sang một bên nhẹ giọng nói: "Lão hữu, tâm trạng hiện tại của ngươi ta hiểu nhưng ngươi hãy xem sắc mặt của lũ người Vân Chi pháp giới kia, ngươi không nên tranh đấu với y. Nếu như muốn không có việc gì xảy ra cho Lục Vân tốt hơn hết là nên bình tĩnh lại, xem có cách gì trợ giúp cho Lục Vân vãn hồi cục diện." Từng câu từng chữ thì thầm bên tai làm cho Huyền Ngọc chân nhân thần sắc biến đổi, nét mặt xuất hiện biểu tình kích động cảm kích nhìn về phía lão bằng hữu. Lục Vân đưa mắt nhìn xung quanh trong tâm không khỏi thấy buồn bã u ám, sau này khi chàng ly khai khỏi nơi này mọi người ở đây sẽ không còn là đồng môn đồng đạo. Trong tương lai liệu tình cảnh ngày sau sẽ như thế nào? Có nhất nhất không đổi, có được như trong quá khứ đã qua. Cuối cùng Lục Vân hồi thân bay lên tựa như muốn bỏ đi, ánh mắt u buồn chợt đưa lên nhìn mọi người, để có thể một ngày nào đó chàng hồi tưởng lại cũng như lưu lại những khuôn mặt thân quen, những thời khắc hạnh phúc, tất cả đã vĩnh viễn lưu lại trong ký ức chàng, nhưng hiện tại mọi suy tưởng nên bỏ lại phía sau vì nguy hiểm đang cận kề và không còn thời gian để do dự hồi tưởng nữa. Phòng xung quanh môn hạ đệ tử các viện với cao thủ tam phái tập trung quan sát Lục Vân, thấy chàng trầm mặc chuẩn bị ly khai đại đa số mọi người cũng trầm tư không nói, chỉ có một số ít người lao sao bàn tán tựa như sợ rằng chàng sẽ rời khỏi đây. Bỗng một nhân ảnh rung động giữa trường, Liễu tinh hồn vô thanh vô tức xuất hiện phía trước lục vân ngăn kẻ nhướng di chuyển của chàng, lão cất giọng lạnh lẽo. Thế nào, muốn rời khỏi đây ư, ngươi thực là quá ngây thơ đó, nơi đây có rất nhiều môn hạ đệ tử, sao có thể cho ngươi muốn đến thì đến, muốn đi thì đi được. Hãy chờ xem quyết định của lục viện liên minh sẽ xử trí ngươi ra sao, hiện tại không cho phép ngươi rời khỏi đây được. Lời nói vừa phát ra lập tức như thức tỉnh kiếm vô trần cùng chúng nhân, mọi người liền thủ thế kiên quyết bao vây lấy lục vân vào giữa. Bình thản nhìn Liễu Tinh Hồn, Lục Vân cất lời. Ta hiện tại đã không còn là dịch viên đệ tử hà cứ gì phải nghe lệnh của Lục Viện Liên Minh. Và ta cũng chẳng cần phải nghe phán quyết xử lý của các người. Bây giờ nếu không muốn phải động thủ tốt nhất ngươi nên nhường đường cho ta, ta sẽ lặng lẽ ra đi. Lục Viện môn hạ nghe lệnh, lập tức khóa chặt tứ phía. Đây là mệnh lệnh, ai mà có ý muốn phóng thích Lục Vân tạo cơ hội cho y chạy thoát, giết không tha. Toàn thân lãnh khí bức nhân, kiếm vô trần hét to với ngữ khí kiên định dị thường. Lục viện môn hạ nghe thấy thế, trừ thiên kiếm viện quân vô hối trụ thân trông chừng lục phân phía ngoài, kỳ dư ngũ viện cao thủ đều bỏ trống các phía như là không nghe thấy lệnh vừa ban ra. Pháp quả đại sư, thất huyền chân nhân, ngọc vô song cùng thở dài, vung cánh tay ra lệnh cho chúng môn hạ nghe lệnh. Hạo vân cư sĩ lắc lắc cái đầu phiêu thân lên không đưa mắt nhìn về phía huyền ngọc chân nhân, ngăn không cho tất thiên với đan thanh kiếm hiệp phân thủ tứ phương. Sau đó lão, cư sĩ hạ thân xuống đứng ở nơi dịch viên môn hạ thần sắc lãnh đạm đứng tĩnh lập tại đó và hoàn toàn không có một điểm hưởng ứng bối rối trước hành động của mọi người tình hình diễn ra hoàn toàn trái ngược mong đợi khiến hắn ngượng ngùng một lần nữa kiếm vô trần phát lệnh lục viện cao thủ liên hợp tấn công lục phân nhìn lục phân kiếm vô trần lãnh khốc nói bây giờ ngươi muốn đi thật không có khả năng nữa rồi hiện tại ngươi hãy ngoan ngoãn khai ra lai lịch thực sự của ngươi là thế nào gia nhập dịch viên có mục đích gì phải chăng là muốn học trộm tuyệt kỹ của dịch viên? Tiếp nữa, hóa hồn đại pháp của ngươi do ai truyền dạy, phải chăng đồng đảng của ngươi vẫn đang ẩn tàng trong lục viện? Mục đích chính của ngươi là gì? Có phải là muốn phá hoại sự yên bình nhân gian, làm nhiễu loạn hòa bình lục viện? Nói mau, ngươi nên thành thật thú nhận, lục viện liên minh ta sẽ cho ngươi một con đường sống, còn nếu như ngoan cố không nói thì vì hòa bình nhân gian, chúng ta quyết sẽ không để hổ về rừng để di họa về sau. Mục quang lướt nhìn một vòng xung quanh, Lục Vân lãnh ngạo đáp trả. Sao ta phải nói cho ngươi biết, ngươi dựa vào cái gì mà dám truy hỏi ta? Ngươi nói ta có hóa hồn đại pháp vậy chứng cứ đâu hả? Lý do vì sao ta gia nhập dịch viên, giữa ta với dịch viên có vấn đề gì cũng không có quan hệ gì tới ngươi, cũng không cần ngươi tới đây làm dối việc của ta. Hiện tại cớ sao người của dịch viên chưa hỏi ta, còn ngươi thì đã thò mặt vào. Dựa vào cái chức danh Lục Viện Minh Chủ hay là dựa vào là một con chó săn của Vân Tri Pháp Giới? nhìn thẳng vào kiếm vô trần, lục vân ngữ khí mạnh mẽ hoàn toàn không có một điểm lưu tình. Kiếm vô trần sắc diện đại nộ, giận dữ gầm lên. Lục vân, người thật thái quá, ngang nhiên dám sỉ nhục ta cũng như sỉ nhục vân chi pháp giới, hôm nay ta quyết không để ngươi lành lặn rời khỏi đây. Hiện tại tuy ngươi không chịu thừa nhận có hóa hồn đại pháp, nhưng các cao thủ huyền thiên giám đã lên tiếng cảnh báo, ngươi đừng hòng rào biện. Bất kể người có thừa nhận hay không hôm nay chúng ta đã quyết định vì nhân gian mà trừ hại xung quanh chúng cao thủ trầm mặc không nói, tự trung chú mục nhìn Lục Vân nhãn thần ánh lên những thần thái kỳ dị. Gần đấy Huyền Ngọc Trân Nhân đột nhiên cất giọng, kiếm minh chủ lời nói không biết có phải là đang lấp liếm điều gì chăng? Chúng ta chỉ hoài nghi Lục Vân sở hữu hóa hồn đại pháp, cớ sao lại dồn y vào tử địa? Chưa biết y thực sự có hóa hồn đại pháp hay không, chỉ thấy ngài liên tục dồn y vào tử địa thực không hiểu việc làm này là có ý gì, Huyền Ngọc không biết mong minh chủ giải đáp cho. Lạnh lùng quay đầu nhìn Huyền Ngọc chân Nhân, kiếm vô trần âm trầm nói. Lục viện liên minh được thành lập với mục đích là vì nhân gian thanh trừ tà ác. Sở dĩ ta có những hành động đó cũng là vì muốn hòa bình nhân gian mà nỗ lực. Thời khắc này lục vân thân hoài tà ác pháp quyết, ai cũng có thể phát hiện ra đây là việc nguy hại đến nhân gian, ai dám bảo đảm trong tương lai sẽ không xảy ra nguy hại. Bản môn chúng ta tự nhiên vì đề phòng nguy biến quyết không dung chứa cho ẩn hòa tồn tại, Huyền Ngọc Trân Nhân không biết đã hiểu rõ chưa. Sắc diện lạnh lùng, Huyền Ngọc Trân Nhân to tiếng cất lời. Kiếm Minh chủ thực là hiệp can nghĩa đảm, vì nhân gian hòa bình mà phóng giết ta thực sự bội phục. Nghe Minh chủ nói ta không chỉ hiểu mà còn hiểu rất rõ. Chỉ là ta muốn hỏi một điều, trước kia tại Thiên Kiếm Viện tranh đoạt ngũ thái tiên lan cũng có Thiên Kiếm Viện môn hạ là sư huynh vô tâm của ngài đã từng thi triển ám ảnh lưu quang tà ác pháp quyết nguy hiểm vô cùng, cớ sao lại không chu diệt y? Một thân sở học tà ác của y xuất xứ từ đâu, chắc không phải là từ Thiên Kiếm Viện chứ? Đây là điều mà lục viện trưởng giáo cùng chứng kiến, Nhân đây muốn kiếm minh chủ trước mặt Thiên Hạ Chính Đạo nói đôi lời thẳng thắn. Hiện tại Thỉnh Kiếm Minh chủ nói một lời, vô tâm kia chúng ta cũng phải giết chứ. Kiếm Minh chủ công chính nghiêm minh tất sẽ không làm cho chúng môn đệ tử liên minh thất vọng. Chương 151 đại chiến tại Tức, Huyền Ngọc chân nhân vừa dứt lời một loạt tiếng kêu kinh hãi vang lên, ngay lập tức tất cả dịch viên đệ tử đều lên tiếng chất vấn muốn Thiên Kiếm viện làm sáng tỏ hoàn toàn sự việc này. Trong số đó có Lâm Vân Phong và Tử Dương chân nhân là những người cao giọng nhất thề rằng bằng bất cứ giá nào cũng phải làm cho ra nhẽ. Lục viện chúng nhân sắc diện biến đổi, trừ hạo vân cư sĩ ra còn những người khác đều thấu hiểu nguyên nhân vì sao huyền ngọc chân nhân lại hỏi đến vấn đề đó trong thời khắc này. Tại đương trường đa số mọi người đều minh bạch, kiếm vô trần tựu trung chỉ muốn đưa lục vân vào tử địa, cố ý mượn việc công để báo thù tư hoàn toàn không có một chút lưu tình. Sở dĩ hắn nói Lục Vân biết hóa hồn đại Pháp là lấy cớ dồn chàng vào chỗ chết mà không ai có thể phản bác được. Chỉ có điều là Huyền Ngọc Chân Nhân đã chỉ ra điểm mâu thuẫn khiến cho Kiếm Vô Trần không được tỏa ý và cũng không biết phải trả lời thế nào. Nhất thời hắn chỉ còn cách im lặng giống như đang ăn phải dễ hoàng liên. Nhìn mọi người đang chăm chú theo dõi hành động của mình, Kiếm Vô Trần thoáng nổi cơn giận dữ điên cuồng trong đầu. Vốn dĩ hắn không thể ngờ đến Huyền Ngọc Chân Nhân đột nhiên đem sự việc của Vô Tâm nói ra khiến chúng nhân thất kinh, còn đưa bản thân hắn rơi vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan. Đối với lời nói của Huyền Ngọc Chân Nhân, hắn hoàn toàn không có cách nào hồi đáp không lẽ lại đưa sư huynh vào con đường chết sao? Hiện tại đối mặt với chúng nhân, căn bẻ nhắn không biết mình phải ăn nói như thế nào cho vẹn cả đôi đường, vừa đạt được mục đích hại Lục Vân vừa bảo vệ được cho vô tâm sư huynh. Nghe những lời của huyền ngọc chân nhân, Lý Trường Xuân cũng không khỏi đại biến sắc mặt, ánh mắt bất an luôn nhìn về phía kiếm vô trần xem hắn hồi đáp thế nào. Vốn dĩ vô tâm là huyết nhục của lão nên bình thường lão đã cố gắng che giấu tung tích của hắn ít khi cho phép lộ diện, không ngờ việc này lại bị dịch viên truy vấn đến. Dù thế nào đi nữa thì lão cũng tuyệt đối không thể chấp nhận việc để cho ai đó biết rõ về vô tâm. Kín đáo nhìn về phía huyền ngọc Trân nhân, ánh mắt Lý Trường Xuân chợt lóe lên tia hung ác như muốn giết chết vị dịch viên trưởng giáo ngay, chỉ hận là tình thế hiện tại không cho phép lão hành động tùy tiện. Nhìn kiếm vô trần đang im lặng, liễu tình hồn hiểu tâm trạng khó xử của hắn bèn lên tiếng đỡ lời. Huyền ngọc trưởng giáo hỏi thật hay, chỉ có điều là ngài lại không biết rõ việc này. Đây là vấn đề danh dự của Thiên Kiếm viện nên cũng phải nói ra để cho mọi người hiểu rõ. Hiện tại thì Huyền Ngọc trưởng giáo cùng chúng nhân đều có thắc mắc, thôi thì ta cũng nói cho mọi người nghe để tránh sự hiểu lầm minh chủ. Từ lúc phát hiện ra sự việc đó trưởng giáo sư huynh đã giấu mọi người, đặc biệt truy hỏi Vô Tâm về ám ảnh Lưu Quang pháp quyết. Ban đầu thì Vô Tâm không chịu thừa nhận nhưng do lý sư huynh nghiêm khắc truy vấn đến cùng nên y đành phải nói thật nguyên do là trong khi tu chân ở phía hậu sơn y vô tình phát hiện ra pháp quyết, không nén nổi tò mò nên đã tu luyện được một ít. Sư huynh ta biết việc này nghiêm trọng, lập tức thu hồi và hủy bỏ pháp quyết ngay tức khắc. Sau khi suy nghĩ ba ngày ba đêm, cuối cùng sư huynh ta đành phải đem cầm tù vô tâm tại hậu sơn để khống chế hắn, tránh cho bị tâm ma ám nhập và nói dối chúng đệ tử là hắn đang bế quan tu luyện. Phải hạ thủ phế đi đại đệ tử thiên kiếm viện người có tu vi cường đại nhất, trong thời điểm đó sư huynh ta đã đau lòng biết bao nhưng vì đại cuộc mà đành phải chấp nhận, việc này không phải ai cũng có thể làm được như vậy. Đó là toàn bộ câu chuyện, sở dĩ việc này ít người biết đến là do sư huynh ta sợ có một số ít kẻ ích kỷ không hiểu rõ chuyện lại đem ra nói lung tung để mưu lợi cho bản thân. Hoài Nghi đưa mắt nhìn Liếu Tinh Hồn, Huyền Ngọc Chân Nhân cảm thấy nhất định lão nói không đúng sự thực nhưng vì vô phương khảo chứng nên không có cách nào truy ra tận cùng vấn đề nên đành phải chấp nhận cho qua việc đó. Nhìn thân sắc kiếm vô trần, Huyền Ngọc Trân Nhân nói. Thì ra trường xuân trưởng giáo có cách đặc biệt để đào tạo ra một kiếm minh chủ lợi hại. Quả thực là anh hùng suốt thiếu niên, thật đáng bội phục, bội phục. Giận dữ hừng lên một tiếng, kiếm vô trần trong lòng lửa giận đã bốc lên đỉnh điểm. Ngày hôm nay là ngày đầu tiên hắn trở thành minh chủ nhưng liên tục bị dịch viên trào phúng và phản kháng, khiến cho một kẻ tâm cao khí ngạo như hắn không nộ hỏa trùng thiên mới là lạ. Sau khi cân nhắc lợi hại, hắn đành phải tạm thời giữ mối hòa hảo với dịch viên, còn chỗ giận dữ đó thì đem phát tiết hết lên thân Lục Vân. Chuyển thân đến đứng đối diện, kiếm vô trần đưa ánh mắt căm hận nhìn Lục Vân, lạnh lùng nói. Lục Vân, từ lúc ngươi không tự nói ra lai lịch thực sự của mình thì ngươi đã bỏ qua một cơ hội tốt rồi. Bây giờ ta hỏi lại lần cuối, ngươi nói hay không nói? Nếu ngươi nói ra ta và mọi người sẽ xem xét lại, còn nếu như không nói ta sẽ phái người tấn công, dĩ nhiên lúc đó sẽ phải chịu cảnh nghiêm hình bức vấn thu hồi mục quang đang nhìn trời quay lại nhìn thẳng vào mặt kiếm vô trần, Lục Vân cười nhạo báng đáp. Từ nãy tới giờ, mục đích của ngươi cũng chỉ là dồn ta vào tử địa, nguyên nhân cũng chỉ vì ngươi đã từng thua ta nên trong tâm bất phục. Hiện tại, với cương vị là Lục Viện Minh Chủ có quyền lực tối thượng, tất nhiên là ngươi sẽ phải trả thù ta rồi. Ta tin là mọi người ở đây đều hiểu rõ điều này nhưng họ chỉ suy nghĩ trong lòng mà không nói ra thôi. Lạnh lùng nhìn Lục Vân, kiếm vô trần giọng đầy thống hận. Hồ ngôn loạn ngữ, Ta đối phó với người nguyên nhân chính là vì hóa hồn đại pháp, thứ pháp quyết tà ác này không thể tồn tại trên nhân thế. Sở dĩ lục Viễn liên minh là vì chính nghĩa thiên hạ, vì đối phó với hạo kiếp tương lai nên tất phải dốc sức trừ tà khử ác mới có thể vượt qua được trường nhân gian tai kiếp. Hôm nay đối phó với người ta chỉ luận việc xử người, hoàn toàn không liên quan đến thất bại trước đây của ta. Người thân hoài tà ác pháp quyết mà lại cố tình che giấu lai lịch nên ta không thể không đề phòng, đấy chính là nguyên nhân ta đối phó với người trong tình thế này ta tuyệt đối không thể thua ngươi được. Ngạo nghễ cười, Lục Vân bình tĩnh nói, thật hả, ngươi khẳng định là có thể thắng được ta, ta nghĩ có lẽ cuối cùng ngươi cũng vẫn là kẻ bại trận mà thôi, ngươi có tin không? Đứng ở bên trái kiếm vô trần, quân vô hối đột nhiên mở miệng cất lời. Vô trần bất tất phải trực tiếp đối đầu, hắn muốn kích động cho con ra tay đấu với hắn để có cơ hội đào thoát mà thôi. Hiện tại thời gian cũng không còn sớm nữa, hãy cho hắn một chút thời gian để suy nghĩ nếu hết thời gian mà hắn không trả lời lập tức hạ lệnh cho lục viện cao thủ cùng tấn công bắt giữ sau đó sẽ tra hỏi rõ ràng sự tình sau khi gật đầu đồng ý toàn thân kiếm vô trần bỗng đột khởi một cỗ khí thế cường đại nhãn thần lăng lệ hướng về phía các vị trưởng giáo hắn lạnh lùng lên tiếng lục viện trưởng giáo nghe lệnh vì hòa bình nhân gian các vị hãy lập tức phái cao thủ môn hạ bắt giữ lục vân để truy hỏi rõ mọi sự tránh phát sinh sự việc ngoài ý muốn lời nói của kiếm vô trần vừa dứt pháp quả đại sư thất huyền chân nhân Ngọc Vô Song với Hạo Vân cư sĩ không khỏi sắc diện biến đổi cùng hướng về phía Huyền Ngọc Chân Nhân như muốn biết ý kiến của lão ta. Ngay lúc đó, Lý Trường Xuân, Liễu Tinh Hồn cùng với Quân Bất Hối ba người đã vội chuyển thân ra ba phía bao vây Lục Vân vào giữa để đề phòng chàng chạy thoát. Còn tam phái cao thủ nghe thấy thế liền thối lui ra sau không xuất hiện tại trường đấu. Mặc dù nghe rõ nhưng Huyền Ngọc Chân Nhân vẫn an nhiên không thèm đếm xỉa đến mệnh lệnh của Kiếm Vô Trần, chỉ bình tĩnh đứng tại vòng ngoài của trường đấu đưa mắt nhìn xung quanh. Các đệ tử dịch viên thì không như vậy, tất cả đều thần sắc phẫn nộ giận dữ chừng mắt nhìn kiếm vô trần. Thấy vậy bốn vị trưởng giáo chỉ biết lắc đầu thở dài, hữu thủ vung lên, pháp quả đại sư ra lệnh cho bản nhất xuất thủ, còn thất huyền chân nhân ra lệnh cho vô vọng nhận mệnh. Ở bên cạnh sau khi đưa mắt nhìn thương nguyệt với hứa khít một lượt, ngọc vô song thở dài một tiếng, lệnh cho thương nguyệt ra tay. Còn hạo vân cư sĩ nhìn như chẳng muốn tuân lệnh nhưng bị phong lôi chân quân đưa mắt thúc giục bất đắc dĩ phải chuyển thân gọi tất thiên lĩnh mệnh, mắt thấy bản nhất với vô vọng đã hành động nhưng còn tất thiên và thương nguyệt vẫn đứng im, trên mặt kiếm vô trần không khỏi xuất hiện một tia lạnh ý. Nhìn lại thấy dịch viên vẫn không có động tính gì, hắn liền cao giọng Huyền Ngọc trưởng giáo, ngài không nghe thấy mệnh lệnh của lục viện minh chủ sao? Tại sao dịch viên không có một chút động tính gì vậy? Hiện tại Lục Vân đã bị trục xuất khỏi môn hộ đã không còn là đệ tử của dịch viên nữa, chẳng lẽ dịch viên không muốn vì hòa bình nhân gian mà xuất chiến? Lời nói vừa xuất những người có mặt đều sắc mặt biến đổi, rõ ràng là kiếm vô trần ngữ khí bất thiện. Không lý gì đến điều đó, thần tình huyền ngọc chân nhân vẫn tỏ thái độ lãnh đạm, thản nhiên nói. Ta nghĩ sự việc này dịch viên tham gia thì không chí công vô tư cho lắm. Sở dĩ dịch viên ta cử tuyệt mệnh lệnh quyết không tham dự vì mọi việc có liên hệ tới Lục Vân, đệ tử cũ của dịch viên. Ngay hôm bắt đầu liên minh ta đã đưa ra ba điều kiện, sự việc ngày hôm nay đã rơi điều kiện thứ hai, tưởng rằng kiếm minh chủ không thể quên nhanh đến thế chứ, Hôm đó phong lôi chân quân cũng đã đích thân thừa nhận điều kiện này, không phải lại bây giờ muốn nuốt lời đấy chứ. Kiếm vô trần hiểu là huyền ngọc chân nhân cố ý phản kháng nên hắn không khỏi để lộ ra sắc mặt giận dữ. Quả đúng là ngày hôm đó phong lôi chân quân đích thực tự mình đáp ứng ba điều kiện do dịch viên đưa ra. Mục quang chuyển tới tất thiên với thương nguyệt, kiếm vô trần hỏi. Tất thiên, thương nguyệt, hai người cũng kháng mệnh cố tình không xuất thủ ư. Nghe thấy thế, ngọc vô song và hạo vân cư sĩ đưa mắt nhìn đệ tử, nhãn thần có ý thúc giục hai người ra tay không nên tranh luận. Hiện giờ kiếm vô trần đang ở vị trí quyền lực tối thượng, lại có vân chi pháp giới ra mặt trợ giúp không nên miễn cưỡng đối đầu với hắn. Thương Nguyệt không nói lời nào chỉ ngước đôi mắt đẹp nhìn Lục Vân, trong nhãn thần tình ý ngập tràn. chương 152 cô chiến thiên hạ, tất thiên nén một tiếng thở dài nói, còn nhớ một đoạn đường cùng nhau nơi quỷ vực đã để lại trong ký ức mỗi người những sự việc không thể xóa mờ. Nếu không nhờ Lục Vân, ta và những người khác đã không có cách nào quay trở lại nhân gian, chính huynh ấy đã cứu người môn phái chúng ta, cả cuộc đời này ta đã nợ huynh ấy một mạng. Lúc này ta không thể xuất thủ, tính mạng này của ta chính là do huynh ấy nhặt về. Bốn bên bỗng trở nên im lặng, mọi người đều quay lại nhìn tất thiên, trong ánh mắt hàm chứa vạn ý kính phục. Lâm Vân Phong cuối cùng nhịn không được thốt lên, quả là người tốt, không hối tiếc là huynh đệ cùng nhau xuất sinh nhập tử, để bội phần kính phục huynh. Chẳng như bọn tham sống sợ chết kia, không dám chống lệnh mà bỏ qua đạo nghĩa, cái loại người đó, cả đời để coi khinh hắn, tính mà làm gì. Lời vừa nói ra tức thì kiếm vô trần sắc mặt tái xanh, nổi điên răng nghiến chặt hận không thể nuốt tươi Lâm Vân Phong ngay lập tức. Tuy nhiên, trong lúc này hắn không có thời gian cãi vã cùng Lâm Vân Phong, quay nhìn Hảo Vân cư sĩ lên tiếng hỏi. Môn hạ cư sĩ quả nhiên có cốt khí, không rõ cư sĩ có ý muốn học theo dịch viên, rút lui không cần nhìn đến việc này nữa chăng. Hạo vân cư sĩ thần sắc biến đổi, chưa kịp mở lời thì đan thanh kiếm hiệp đã lên tiếng. Kiếm minh chủ đừng hiểu lầm, đương nhiên có lệnh của minh chủ, nho viên ta tự thấy phải chấp hành. Hiện tại để ta xuất thủ, tận lực một phen, nói xong lướt tới hạ xuống giữa trận, chú ý nhìn lục vân. Nhìn lão ta lần nữa, kiếm vô trần không nói lời nào, chuyển ánh mắt đảo qua chỗ ngọc vô song chờ đợi bà ta hồi đáp. Ngọc vô song thấy vậy không cần hắn ta mở lời, tự thân xuất mã thân ảnh lập tức xuất hiện đối diện lục vân, chiếm giữ một hướng thản nhiên nhìn chàng. Quân bất hối thấy mọi người có mặt, liền lên tiếng. Mọi người quả nhiên đến đầy đủ, nào chúng ta cùng xuất thủ bắt giữ Lục Vân. Để đề phòng hắn ta đào tẩu nên chẳng cần để ý hắn bảo tránh đạo nhân sĩ chúng ta dùng số đông cầu thắng, bây giờ mọi người từng người một lần lượt vào trận tất bắt được hắn. Bồn nhất, vô vọng, Ngọc Vô Song, Đan Thanh Kiếm hiệp trầm mặc lặng im không ai có ý lên tiếng. Đối với bọn họ mà nói, Lục Vân trong mắt mọi người có ấn tượng tốt hơn nhiều so với lời buộc tội của Kiếm Vô Trần quan trọng qua sự việc lần này, tâm lý mọi người đã ít nhiều hiểu rõ kiếm vô Trần có ý riêng mà gây nên rắc rối, mọi người tuy lĩnh mệnh kỳ thực trong lòng không tự nguyện. Đứng bên, Liễu Tinh Hồn thấy mọi người không nói gì bèn hắng giọng lên tiếng. Xem ra mọi người đều không quên được tình cảm lúc trước, thôi thì để ta phá vỡ cục diện khó xử này trước tiên. Mọi người nhớ vì hòa bình cho nhân gian phải bỏ qua lợi ích riêng, cần dốc toàn lực ứng phó, không như thế sao có khả năng chống lại sự việc phát sinh trong trời đất dứt lời thân ảnh lập tức xuất hiện trước lục vân một trượng lạnh lùng nhìn chàng đứng trầm mặc giữa đấu trường lục vân thần sắc đầy vẻ bình tĩnh làm cho người khác không thể soi thấu lúc này trong tâm chàng đang nghĩ gì lúc liễu tinh hồn xuất hiện trước mắt lục vân liền thản nhiên nhìn lão ta lạnh lùng cất giọng ngươi không phải là đối thủ của ta quay lại kêu kiếm vô trần ra đây cất tiếng cười âm sâm liễu tinh hồn nói lục vân người đừng đánh giá bản thân quá cao người tài nghệ tu luyện được bao năm mà dám cuồng vọng như vậy thật mục chung vô nhân. Ngày hôm nay ta vì lòng tốt mà giáo huấn ngươi một lần để ngươi hiểu được thiên kiếm viện ta lợi hại thế nào. Dứt lời trường kiếm trong tay phát ra một tiếng kiếm khiếu, tự động bay lên xoay tròn trên đỉnh đầu lão ta phát tán kiếm khí mãnh liệt bước thẳng mười trường. Nghiêm túc nhìn lão ta, lục vân thần sắc lãnh ngạo nói. Thiên kiếm viện chính xác có rất nhiều điểm lợi hại, bởi do khinh địch nên mới bị kẻ học nghệ vài năm vô danh tiểu tốt như ta đả bại. Nhưng người như ngươi lòng phàm quá nặng, vô duyên với tiên đạo, tu vi chỉ gần đến trung tầng cảnh giới bất diệt, muốn cầm giữ được ta cho đến khi ngươi chết đi cũng chỉ là vọng tưởng. Xung quanh đồng loạt xôn xao, mọi người tựa hồ đều không tưởng được Lục Vân ở tình cảnh này ngữ khí càng trở nên sắc bén, không lộ chút nào tỏ ý coi sự việc trước mắt là quan trọng. Bọn người thiên kiếm viện nghe xong sắc mặt biến đổi thập phần khó coi. Còn đệ tử dịch viên nghe không nhịn nổi phát, ra một loạt tiếng cười chế nhạo, ẩn ước trong đó sự cổ vũ Lục Vân. Gào lên giận dữ, liễu tinh hồn thân ảnh từ một nhanh chóng biến thành năm đạo thân ảnh khoái nhược lưu quang cùng với năm đạo kiếm mang rượu nhãn phân thành năm hướng nhắm vào lục phân trong thế công bốn bề không khí cấp tốc lưu động kiếm khí mạnh mẽ tạo thành luồng lốc xoáy phát ra thanh âm kinh nhân cười lạnh một tiếng thân ảnh lục vân mãnh liệt bắn tới cả thân hình như một con linh báo tại không trung liên tục xoay chuyển 17 lần 17 đạo xích hồng lưu chuyển tầng tầng mật bố hình thành nên một màn kiếm võng tuyệt đẹp tốc độ nhanh tới mức kinh nhân hướng vào bên trong khẩn trương thu vào trên không song kiếm không ngừng va chạm, phát xuất quang mang kỳ dị hàm chứa luồng khí lưu đáng sợ, hình thành một trận cuồng phong cực mẽnh khuế dễ tán ra phía ngoài. Trong cuộc giao tranh, thân ảnh Lục Vân huyễn hóa bất định vây quanh Liễu Tinh Hồn hình thành vô số hư huyễn nhân ảnh không tiếng động, làm cho lão ta hoàn toàn không phân biệt nổi thật giả. Liễu Tinh Hồn tâm trí cực kỳ hoảng sợ, lão hoàn toàn không thể tưởng tượng được Lục Vân mới vào trận đã đại triển uy lực đánh cho lão ta cuống cả chân tay. Cảm giác được đạo kiếm mang của Lục Vân càng lúc càng gần, liễu tinh hồn thét lớn thân hình dưới đất chuyển động tạo thành thế đà loa tri thức toàn thân bạo phát một cổ đạm tử sắc quang hoa mãnh liệt xuyên thẳng lên không xung quanh mọi người đều cẩn thận quan sát cuộc chiến muốn xem trận đấu có một không hai giữa lục viện quán quân với đệ nhị cao thủ thiên kiếm viện liễu tinh hồn kết cục thật sự ai lợi hại hơn bên phía dịch viên mọi người nhìn xem với lòng đầy lo lắng bất kể cuộc chiến này ai thắng ai thua ngày hôm nay lục vân muốn sống mà rời khỏi thật không dễ dàng Tuy Lục Vân tu vi thâm hậu trong lục viện chỉ số ít người địch nổi, nhưng tại đây ngoại trừ người lục viện còn có cao thủ tam phái cùng siêu cấp cao thủ vân chi pháp giới, Lục Vân liệu có khả năng sống mà rời khỏi được không? Ngoài trận, Kim Cương Thánh Phật, Thiên Thương Đạo Trường, Chiến Tâm Tôn Giả, Diệp Tâm Nghi, Phong Lôi chân Quân, Huyền Mộc Đại Sư, Thải Phượng Tiên Tử đều nhìn Lục Vân trong ánh mắt lộ suốt tia chấn động. Chỉ thấy Lục Vân khí tức cường thịnh, thân pháp linh hoạt dụng chân nguyên xuất ra những thế trường tuyệt hảo làm cho người ta phải kinh sợ. Hiện tại xem tình hình cuộc đấu tuy liếu tinh hồn tu luyện cũng vài trăm năm nhưng tu vi còn lâu mới bằng lục vân, điều này không làm cho tất cả cao thủ giật mình sao được. Trong trận đấu tử sắc quang hoa trùng trùng mãnh liệt bay lên tầng không cao khoảng 3 trượng, vừa định đột phá vòng phong tỏa của lục vân thì một đạo xích hồng quang hoa đột hiện, lập tức một cỗ khí tức cường mãnh vô biên mãnh liệt bạo phát, trong chớp mắt khối tử sắc quang hoa đang bốc lên trên bị ép ngược trở xuống. Một tiếng thét tắc nghẹn truyền lại, trong quang ảnh bị phá vỡ, một đạo nhân ảnh toàn thân dính đầy tiên huyết bay thẳng ra ngoài rất thẳng xuống bãi đất mềm bên dưới. Nhìn kỹ thân ảnh đó là liễu tinh hồn, hiện thực xảy ra làm người xem thần sắc biến đổi. Quay lại nhìn Lục Vân chỉ thấy chàng đang thờ ơ đứng thẳng giữa tầng không, toàn thân phát tán một cỗ khí tức lãnh liệt làm cho người khác có cảm giác kinh tâm. Quan sát xung quanh Lục Vân hiểu rõ, kể từ bây giờ mình cùng với tránh đạo duyên đã tận, chàng tự nhủ với mình có lẽ đây là sự chủ định dành cho kẻ nghịch thiên chi tử như chàng. Hai ánh mắt từ trương ngạo tuyết cùng thương nguyệt, hai đôi mắt tuyệt đẹp chứa đầy sự lo lắng cùng quan tâm là hồi ức tối chân quý của cả cuộc đời chàng. Bất luận tương lai sẽ ra sao, bản thân phải toàn lực bao bọc hai người đẹp mỹ lệ này làm cho họ trong lòng vui vẻ hạnh phúc. Dù rời bỏ lục viện, rời bỏ dịch viên thì trái tim này đã vĩnh viễn lưu lại ở đây, vì nơi đây có hai tâm hồn mỹ lệ vẫn luôn chờ đợi mình. Dù cho biển cạn đá mòn, tình này quyết không thay đổi. Cảm nhận được ánh mắt đầy cừu hận của kiếm vô trần, lục vân quay đầu nhìn hắn ta trong nhãn thần chợt lóe quang mang lạnh buốt. Nếu đã không cách nào trốn được thì hãy dũng cảm đối diện toàn lực cùng hắn ta sống chết một phen. Giả sử ông trời đã có một lời nguyền như thế, bắt chàng phải tuân theo sự sắp đặt của số phận, bất kể như thế nào Lục Vân cũng không chịu khuất phục càng không thể buông bỏ, vì chàng muốn cả thiên địa đều biết đến tên chàng là Lục Vân, đều biết chàng chịu lời nguyền của ông trời từ thuở thiếu niên, quyết không bị vận mệnh trói buộc chàng phải phá bỏ mọi cấm kỵ. Chương 153 vô nại nhất chiến, Âm Sâm quan sát Lục Vân trên không khóe miệng kiếm vô trần điểm một nét cười hiểm độc, hắn lập tức phân phó người đưa liễu tinh hồn vào trong trị liệu thương thế, một mặt cất tiếng. Tu vi quả nhiên có tiến bộ, đáng tiếc người thân mang tả, ngày hôm nay dù có cánh cũng khó bay khỏi đây. Ta nhất định không thể để ngươi rời khỏi nơi này, đừng hòng bôn tẩu được. Bồn nhất cùng vô vọng đưa mắt nhìn nhau khẽ gật đầu, hai thân ảnh tức thì đồng thời bay thẳng lên không một trước một sau, vây lục vân vào giữa. Nhìn trang, bồn nhất nói, lục vân ngươi hãy buông tay thôi phải hiểu rằng với tình cảnh hôm nay, dù có chống lại cũng chỉ có duy nhất một kết cục mà thôi. Mau mau trình bày lai lịch của ngươi cho mọi người hiểu rõ, có thể hai người bọn ta cũng tận lực vì ngươi mà nói đôi câu tốt đẹp, biến tử địa thành nơi bình yên, ngươi thấy thế nào? Đạo viên vô vọng cũng cất tiếng, "Lục Viện từ trước tới nay có giao tình không lạt, khả dĩ mọi việc đều có cách giải quyết hà tất phải chọn cách kịch liệt như thế này. Ngươi tu vi cho dù rất mạnh nhưng có khả năng một mình đánh bại tất cả mọi người chăng? Thật là không thể." Trung quy ngươi đã không còn đường rời khỏi đây, đã vậy thì hà tất cứng cầu chi bằng hiện tại trước mặt mọi người mà minh bạch tất cả. Lục Vân thản nhiên nhìn hai người, trầm giọng nói, ta không hy vọng cùng nhị vị huynh đài giao thủ, cũng không muốn ra tay đả thương các sư huynh. Các huynh hãy lui đi, giữa kiếm vô trần và ta không thể không phân sinh tử, đương nhiên không cần giải thích dài dòng, nhị vị xem có phải thế không. Quan trọng nhất là ta không thể đáp ứng yêu cầu nhị huynh, bởi đây chính là vận mệnh cả đời của ta nhìn Lục Vân, bổn nhất không ngừng thở dài nhẹ giọng nói. Mỗi cá nhân đương nhiên có quyền lựa chọn con đường riêng của mình. Hiển nhiên bản thân ngươi đã có trước tâm ý bọn ta làm sao có thể miễn cưỡng, bây giờ sự thật trước mắt rõ ràng mọi người ít nhiều cũng đã thấu đáo, bọn ta không thể nhiều lời nữa, mời động thủ. Bất kể cuộc chiến lần này kết quả thế nào, tin tưởng với giao tình lúc trước giữa hai bên, sẽ không có điều gì trách cứ nhau. Ta tới đây, hãy chú ý, rứt lời quanh thân kim quang chấp động, một cỗ phật quang cường thịnh bạo phát bao trùm toàn thân dáng vẻ trở nên trang nghiêm thêm vài phần bên cạnh vô vọng nhìn lục vân với vẻ nuối tiếc trường kiếm trong tay huy động tức thì một đạo thanh lượng quang mang bay vọt lên đỉnh đầu xoay tròn từ phía pháp quyết vừa thi triển vô vọng thần sắc lạnh lùng dáng người lập tức trở nên nghiêm túc toàn tâm toàn ý chú thị nhìn lục vân hòng tìm kiếm sơ hở của chàng lục vân nhìn lại hai người thần sắc biểu tình có chút thương cảm chỉ vì sự việc lần này thân bất do kỷ chàng không muốn liệu còn cách nào đây trầm mặc quan sát xung quanh Lúc trước nơi đây một thời thân thuộc đến bây giờ mọi thứ đã biến chuyển hoàn toàn. Chàng ngẩng đầu tự vấn trời cao tựa nhiều oán trách tựa như bất bình, bản thân lúc này mà nói trong tâm cuồn cuộn muôn vản phẫn nộ lẫn không cam tâm. Có lẽ chỉ còn cách đối mặt ngoài ra không có cách nào tránh được. Nhìn thân tình đầy vẻ thương cảm của Lục Vân, Bổn nhất nén tiếng thở dài trong lòng, hét nhỏ một tiếng Phật châu trong tay mang theo kim quang rượu nhãn từ từ nhằm hướng ngực chàng đánh tới. Cùng lúc vô vọng trường kiếm xoay nghiêng chém xuống kiếm mang liên tục nối tiếp nhau tạo thành một màn kiếm ảnh, ẩn giấu kiếm khí vô hình nhằm hướng Lục Vân phát động công kích, phối hợp với Phật Châu của bổn nhất, hai người một chính một phản đã phong tỏa bốn phương tám hướng quanh Lục Vân. Lúc Phật Châu cùng kiếm mang gần bước tới, Lục Vân đột nhiên cúi đầu nhìn hai người trong nhãn thần lóe sáng một cổ quang hoa kỳ lược. Nhìn chuỗi Phật Châu với vẻ vô cùng lạnh lùng, chàng ngạo nhiên nói. Hai người các huynh không phải là đối thủ của ta đâu, mau lùi lại đi gọi kiếm vô trần tự thân tới đây để ta và hắn giải quyết ân oán. Dứt lời như ý tâm hồn kiếm trong tay vung lên, một đạo kiếm cương mãnh liệt như hải nộ ba đào trùng trùng ập tới muốn xé nát bầu không khí kèm theo tiếng giết kinh người, một kiếm vừa xuất lập tức chấn nát vụn chuỗi Phật Châu của bổn nhất. Trường kiếm của Lục Vân thuận thế chuyển hướng, trong sát na cương ngạnh đối đầu cùng đòn công kích của vô vọng. Chỉ nghe một tiếng nổ rầm rầm truyền lại, vô vọng vừa cất tiếng kinh hô thì thân hình đã bị bắn ra xa ba trượng thần sắc cực kỳ kinh hãi. Bổn nhất tâm thần chấn kinh thầm hiểu Lục Vân tu vi cao cường, thân ảnh cấp tốc di rời về sau một trượng cẩn thận quan sát. Xung quanh, Lục viện trưởng giáo đại biểu ba phái cùng cao thủ Vân Chi pháp giới đều hiện lên thần sắc nghiêm trọng. Tu vi của Lục Vân quả đã làm bọn họ phải ngạc nhiên, có điều làm bọn họ kinh ngạc hơn cả là bản thân Lục Vân tựa hồ đã phát sinh biến hóa, toàn thân toát ra một thứ ngạo khí lăng vân cảm giác như thâu tóm cả thiên hạ. Lãnh đạm nhìn bổn nhất, nhãn thần Lục Vân hiện lên vẻ lạnh lùng cách biệt, ngữ khí trang nghiêm. Ta nói thêm lần nữa, mong huynh hiện tại nên quay gót lui xuống. Ta không muốn đả thương huynh, với tu vi hiện thời huynh tạm không phải là đối thủ của ta đâu, động thủ bất quá chỉ tăng thêm cảnh bi thương mà thôi. Mọi ký ức ngày trước kể từ khi đệ bị trục xuất khỏi dịch viện tất cả đã thành quá khứ, hiện tại hành động chỉ vì kiếm vô Trần có tại ý bức ta vào tử địa, ngoài ra ta không có ý định loạn sát vô cớ. Nói xong nhãn thần sắc bén quét khắp một vòng, chỉ thấy cao thủ lục viện xung quanh lần lượt di chuyển mục quang sang nơi khác không dám nhìn thẳng vào mắt chàng. Lời vừa dứt một cỗ khí thức kỳ dị từ trong thân chàng tự nhiên phát tán, trong thoáng chốc đã lan tỏa bốn bề dịch viên bao trùm tất cả mọi người vào bên trong. Ngạo nhiên nhìn kiếm vô chân, lục phân tuyệt không có điểm nào thể hiện thái độ sợ sệt hay lùi bước vẫn lạnh lùng đứng nguyên chỗ cũ không xê không dịch một tấc. Lúc này, mọi người trong dịch viện bao gồm Huyền Ngọc Trân Nhân, Tử Dương chân Nhân, Ngạo Tuyết, Lâm Vân Phong, Phong Viễn Dương tất thảy đều nhìn lục phân, trong nhãn thần hàm chứa sự tự hào sen lẫn cảm động hiện thời dù phía dưới đối diện với sự vây công của lục việt phía trên chịu sự bức bách của chánh đạo lục vân vẫn ngạo nghễ chẳng hề lui một bước cũng không hề buông xuôi chỉ xét riêng điểm này đã làm vô số chúng nhân bội phục giả sử hôm nay chàng lâm thảm bại mà chết đi những biểu hiện này chúng đệ tử dịch viên vĩnh viễn ghi nhớ trong lòng